ok. Alo, alo, có bạn nào vào chưa? Đợi cô một xíu nhé, cô xe. Ok, alo, alo. Các bạn đợi xíu nhé, cô share link lên nhóm trên Facebook à. Alo, bạn nào vào rồi các bạn lên tiếng cô biết với nhá. Đợi cô share vào nhóm ở trên Facebook một xíu. Rồi, ok. Hello tất cả các bạn. Bạn nào đang xem, các bạn share giúp cô link livestream vào trong cái nhóm mess trên Facebook giúp cô nhé. Để các bạn khác, các bạn thấy cô nhận được thông báo là cô đã livestream, để các bạn vào, các bạn ôn tập với cô luôn. Được chưa nào? Ok. Rồi, hello bạn Huỳnh Tường nào, bạn Dũng nào, bạn Hoàng Gia Minh nào, bạn Luna, bạn Minh Tài, bạn Thái, bạn bạn Quyên, bạn Đức Hoàng, bạn Ngô Thịnh, bạn Văn Thi, bạn Dương, bạn Thái Nguyễn, bạn Mỹ Duyên, bạn Phước Trưởng. Ok, bạn Bảo Toàn. Bạn Văn Thân nào, bạn Minh Tài. Ok, nhiều bạn quá nên là cô chào tổng quát, chào chung hết tất cả các bạn nha. Bạn nào đang xem livestream, các bạn share giúp cô link livestream này lên trên Facebook, hoặc là gì, share cho bạn bè mình. Những bạn nào mà chưa thi giữa kỳ hoặc là xếp thi giữa kỳ vào ôn tập với cô luôn. Buổi hôm nay là sẽ có thể là buổi cuối cùng cô ôn thi giữa kỳ cho lớp chúng ta. Có nghĩa là đề này là đề số 4 rồi bạn, là cô ôn cho bạn được 4 đề rồi đúng không? Thì có thể đây sẽ là đề cuối cùng cô ôn thi giữa kỳ. Sau đó thì những bạn nào mà các bạn chưa thi á, thì bạn thi sau á, thì bạn sẽ xem lại và ôn tập lại những cái livestream cũ này để chúng ta thi cho tốt nha. Được chưa? Hôm nay sao cô like trên YouTube? Có hai lý do chính. Một là trên Facebook của cô đang công chiếu video cho các anh chị 2K4 học. Cái thứ hai là cô live trên YouTube thì tức là có rất là nhiều học sinh lớp 11 biết cô qua kênh YouTube đó, thì cô sẽ live trên kênh này một buổi để cho bạn nào mà theo dõi cô ở trên YouTube mà chưa biết đến cô trên Facebook thì các bạn vào, các bạn học với cô luôn, được chưa? Và thường thường thì chúng ta học trên YouTube các bạn, nó đỡ bị lag, có là nó mượt hơn so với là chúng ta học ở trên Facebook á. Trên YouTube nó đỡ lag hơn mấy đứa. Được chưa? Ok. Mấy đứa share giúp cô link livestream hoặc là nhắc các bạn khác vào học đầy đủ giúp cô nhé. Bạn Khánh Linh, ok, học sinh mới hả? Em 2K4 trong khóa của cô học được không? 2K4 thì lo mà đi học cái buổi cô vừa cô giải đề thi 2021 năm ngoái ở trên bay đi. Còn cái này là cô đang dạy cho các em lớp 11 mà. Đề này là đề thi của lớp 11 nha. Nãy cô đề cái tiêu đề hình như là thiếu lớp 11 quá rồi, để cô chỉnh sửa. Chỉnh sửa cái tiêu đề một xíu.
Rồi đợi lên 100 mét rồi chúng ta bắt đầu luôn nhé. Hôm nay cô like trên YouTube, cô tưởng là các bạn sẽ xem đông hơn chứ. Tại vì ở trên kênh YouTube các bạn xem nó đỡ bị lag hơn trên kênh Facebook á. Bạn Khương là mấy phần còn lại của An Kinh mình không giải. Cái phần An Kinh trong đó thì nó còn một số bài tập phản ứng với bạc nitrat và bài toán hydro hóa đúng không? Thì cái kiểu dạng bài toán hydro hóa thì nó tương tự như trong cái dạng toán bảo toàn bi mà cô đã dạy. Còn bài toán phản ứng với bạc nitrat thì cô cũng đã nói về phương pháp giải rồi, các bạn có thể tự giải những câu còn lại ha. Được chưa? Sáng cô em mới bị cô hóa lừa. Cô em dạng Anken, Ankadien, Ankin rồi cô cho kiểm tra Ankan á. Nhưng mà có gì đâu đúng không Duyên, tại vì Ankan, Anken này kia em học rất là chắc rồi. Thì kiểm tra cái gì em cũng sẽ làm được hết, được chưa? Bạn thực thục anh em biết cô qua YouTube à, ok em rồi. Mấy bạn lười cô chém hả? Đợi sau khi các bạn thi giữa kỳ xong thì chúng ta sẽ có một cái đợt lọc nhóm ở trên Facebook ha. Rồi sẵn tiện nào, bạn nào đang theo dõi, có là bạn nào biết cô qua trên kênh YouTube này mà các bạn chưa được vào trong cái nhóm học, là nhóm học free hóa 11 ở trên Facebook, các bạn inbox cho cô qua fanpage ha. Đây bạn, đây là cái nhóm hóa 11 của cô trên trên Facebook nè. Các bạn có thể search tìm cái nhóm này trên Facebook và bạn yêu cầu vào nhóm. Nếu như mà không được cô duyệt thì nhớ nhắn tin nhắc cô. À, cái kênh đây là Facebook của cô bạn. Đây là Facebook cá nhân của cô nè, các bạn có thể tìm Facebook cá nhân của cô để nhắn tin với cô để cô add vào trong cái khóa học nhé. Được chưa? Lớp 11 thì cô có nhóm đó là nhóm dạy free hoàn toàn cho các bạn. Thì bạn vào học thoải mái, được chưa? Bạn Thảo Nguyên biết cô qua YouTube hả? Ok em. Bạn Minh Tài tuần sau em thi rồi. Ừ, tuần sau thi cho nên hôm nay ôn tập với cô là chuẩn rồi đó các bạn. Bạn Đức Huy, mai kiểm tra này lại thấy cô like, thằng may mắn à, ok. Thì ngày mai kiểm tra thì hôm nay xem ôn tập với cô để ngày mai thi cho tốt nha. Bạn Minh Phạm là hôm nay tại sao cô like trên này? Thì cô nói lúc nãy rồi đó, lâu lâu chúng ta đổi gió, chúng ta lên kênh YouTube chúng ta like một buổi cho nó vui nha, được chưa nào? Lên đây em học nó vui vui hơn trên Facebook. Em không vào được nhóm mét hả? Nhóm mét thì nó cũng không có gì quan trọng đâu. Còn nếu như em muốn vào thì em nhắn tin cho cô để cô ạp vào được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học luôn nha mấy đứa. Đề này sẽ là đề cô ôn cuối kỳ lần lần cuối, chắc có thể là đề cuối cùng luôn á. Rồi sẵn sàng chưa mấy đứa ơi? Mình ôn nhanh để ngày mai chúng ta thi cho tốt nhé. Xem lại tên group hả? Đây em, tên nhóm của cô đây, nhóm 2K5 nhé. Em xem trên Facebook nhưng em không comment, em không tương tác gì là em sẽ bị lọc. Tại vì cô lọc là lọc trên cái tương tác của bạn á. Bạn nào không tương tác là sẽ bị lọc, được chưa? Bạn Ngọc Trâm Ngọc Trâm, 2K4 hả? Ok, rồi chúng ta bắt đầu luôn nha. Sẵn sàng chưa mấy đứa ơi? Đề hôm nay chúng ta sẽ có 28 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Có 6 điểm trắc nghiệm và 4 điểm tự luận. Này đây là sẽ là cái cấu trúc đề thi giống như trên lớp của bạn đúng không? Trên lớp các bạn kiểm tra cũng sẽ có đề trắc nghiệm và đề tự luận đấy. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Câu số 1 nào. Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường? Ok. Comment đáp án nhanh cho cô luôn nha. Đề này cô đã up ở trên nhóm sẵn rồi đó. Các bạn đã làm trước rồi thì các bạn comment đáp án để cô sửa luôn cho nó nhanh. Được không nào? Nha Vi, bạn nào nhắn tin cho cô đây. Cô đang sửa đề mà nhắn tin hỏi bài cô làm sao mà cô chép được. Đứa này nó canh cái dở. Có rất nhiều bạn ở trong nhóm mà không thèm học nha. Cứ nhắn tin hỏi cô toàn mấy câu tào lao trong khi cô dạy rất là kỹ rồi. Mấy câu cơ bản phải làm được hết chứ. Nhắn toàn hỏi mấy câu tào lao.
Chất nào sau đây là chất khí? Các bạn nhớ cho cô đồng. Các hydro carbon ở thể khí thì là sẽ là những cái hydro carbon có số carbon bí hơn hoặc bằng 4. Có nghĩa là gì? Đây, từ 5, 6, 7, 8 gì đó là đều ở thể lỏng hoặc thể rắn hết rồi bạn. Ở thể khí thì mình sẽ chọn là cái thằng có hai carbon là đáp án A, được chưa? Từ đợi cô xíu mới đó. Cô đuối quá. Cô mới vừa dậy về cho nên là nói hết ra hơi rồi. Được nào, hydrocarbon có 2C là thể khí nhá. Câu số 2. Cho cái propan này tác dụng với clo ánh sáng theo tỷ lệ mol 1:1 thì sản phẩm hữu cơ chiếm tỷ lệ cao nhất là, có nghĩa là người ta hỏi các sản phẩm chính chúng ta thu được là gì á. Thì chúng ta có khi cho ancan vào phản ứng với clo, quy tắc thế của chúng ta là sản phẩm cái clo nó sẽ ưu tiên thế vào cái carbon ít hydro nhất cho sản phẩm chính, đúng không? Thì trong các cái carbon này mình nhìn cho cô nào, propan thì cái carbon ở giữa là carbon ít hydro nhất, cho nên clo nó sẽ ưu tiên thế ra các bạn. Đây, nó gắn clo vô carbon giữa sẽ là cái sản phẩm chính, đúng chưa? Đó là cái quy tắc thế rồi, ai cũng biết hết, đúng không nào? Chúng ta qua câu số 3 ha. Người ta cho là paraxylene có công thức nào sau đây? Thì đó là một cái câu về chương hydrocarbon thơm. Thì cái kiểm tra cuối kỳ cũng có nhiều bạn kiểm tra tới cái phần hydrocarbon thơm cho nên là cô ôn luôn. Phần này lý thuyết cô đã dạy rất là kỹ trong cái nhóm VIP ở trên Facebook á. Các bạn bạn nào mà chưa học thì nhớ học bù cho cô nhé. Rồi chúng ta có paraxylene là một thằng có hai nhóm CH3 gắn ở vị trí 1,4 như này, đúng chưa mấy đứa? Đáp án sẽ là câu C, được chưa nào? Cái này là metaxylene à. Này là ethyl benzene, còn này là octo, đúng không? Octoxylene, đây là những cái chất rất là quen thuộc. Chúng ta qua câu số 4 các bạn. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của styren? Vậy thì chúng ta cần phải nhớ được công thức của styren là thành nào. Styren là một thành có công thức C6H5, CH2 nối đôi CH2, đúng không? Là một thành có cái vòng benzen gắn thêm một cái góc vinin ở đây. Và chúng ta có công thức phân tử của nó cộng lại nó sẽ là thành C8H8, đúng chưa? Thì đó chính là công thức của thành styren. Rất là dễ luôn, được chưa nào? Chúng ta qua câu số 5. Sản phẩm tạo thành khi từ từ mấy đứa, để cô tắt cái Facebook chứ đứa nào nhắn tin quá trời nhắn tin nào. Nhắn tin nó kêu bập bập đúng không? Câu số 5, sản phẩm tạo ra khi cho toluen phản ứng với clo có ánh sáng xúc tác ở tỷ lệ 1:1. Ok, cũng là một câu về hydrocarbon thơm luôn. Câu số 5 các bạn, đáp án nào? Câu 5 bạn Đức Lê chọn câu D. Bạn Thảo Nguyên chọn câu B, bạn Vương Quốc Trung chọn câu D. Rồi ok, chúng ta có rồi. Khi chúng ta cho phản ứng ở điều kiện có ánh sáng các bạn thì toluen là thành này, đúng chưa? Cộng với clo thì điều kiện ánh sáng là clo nó sẽ thế vào cái góc này, đúng không nào? Chúng ta sẽ thu được sản phẩm là CH2Cl, đúng chưa? Đó, đây là điều kiện xúc tác ánh sáng nha. Muốn thế vào vòng benzen á thì cái xúc tác của phản ứng này phải là bột sắt tê độ cơ. Vậy người ta cho cái hỏi cái sản phẩm thì chúng ta sẽ có nào, cái thằng này các bạn, bạn nhìn cho cô nhé, cái góc này bạn, cái góc này nè, cái góc C6H5 là cái góc vòng benzen gắn với nhóm CH2, góc này người ta gọi là góc benzin, benzin nhé, benzin gắn thêm clo người ta gọi là benzin clorua, được chưa? Thì câu này đáp án mình sẽ chọn là câu D, sản phẩm là benzin clorua nha, chứ không có gắn vào vòng benzen cho nên nó không thể nào là đáp án là para meta hoặc là octo clo toluen được, được chưa? Sản phẩm này có tên là benzin clorua, các bạn cần lưu ý. Đáp án là câu D nhé. Bạn nào chọn câu B thì bạn lưu ý nó sai rồi. Chúng ta qua câu số 6 nào. Tên gọi của cái hợp chất có công thức này là gì? Đây là một thành ancan đúng không các bạn? Các bạn cho cô biết tên gọi của chất này nào. Cô dạy ở đâu? Cô đang dạy trên kênh YouTube đó. Cô thông báo là hôm nay cô like trên YouTube rồi mà, đúng chưa? Rồi đáp án câu 6 các bạn chọn câu C, chắc chưa? Các bạn chọn đáp án khác không? Rồi, câu này cô nhớ không nhầm là mấy đứa đã bị lừa một lần á. Đã bị lừa rồi thì hôm nay nhớ là cô đừng có bị lừa nữa nhé. Bạn bạn gì nào? Bạn Ngọc nào? Bạn Gia Minh? Bạn Khánh Linh? Bạn Thịnh? Ok, rất là nhiều bạn comment chọn đáp án C. Có bạn Nguyễn Luna là chọn câu A. Bạn Ngọc chọn câu B. Ok, toàn mấy đứa này với cô rồi.
Để chọn được, để đọc được tên gọi chính xác của thằng này, các bạn viết cho cô lại cái mạch carbon nào. Ở đây cô sẽ gì bạn ơi? Cái mạch chính ngang này cô có 4 carbon. Cái nhánh này có 2 carbon, các bạn khai triển ra cho cô 2 carbon nhé. Mình khai triển ra để mình chọn cái mạch chính cho nó khỏi có sai lầm thôi nha mấy đứa ơi. Ta cho có cho cô nào, chọn mạch chính là mạch carbon dài nhất. Mạch carbon dài nhất có phải là mạch này không? Đó, chứ đứa nào chọn mạch ngang này là sai nhá. Mạch dài nhất phải là mạch này nào. Ta đánh số là 1, 2, 3, 4, 5. Là lúc này chúng ta có cái mạch chính có 5 carbon. Nhánh của chúng ta là cái nhánh này nè. Nhánh này là nhánh metin mọc ở vị trí số 3 và chúng ta sẽ gọi nó là 3 metin đúng chưa? 3 metin. Rồi mạch chính có 5 C là ben gì bạn ơi? Bentan. Vậy đáp án sẽ là câu C, 3 metin bentan. Bạn nào chọn câu C là chuẩn. Còn những bạn còn lại chọn các đáp án khác các bạn bị lừa rồi. Các bạn bị lừa rồi, đây rất là nhiều nào, ví dụ Quốc Đạt nào, Gia Huy nào, thì không phải, Vi Vi nào, đó, Mỹ Ngọc, ui là trời. Đáp án C nha, quý vị ơi, các bạn, quý vị đại biểu ơi, quý vị đại biểu chọn sai quá trời. Cái câu này là một câu rất là cơ bản thôi, nhưng mà các bạn bị sai nếu như bạn không khai triển cái nhóm CH5 thành 2 carbon. Các bạn phải khai triển đúng cho cô, để mình chọn đúng cái mạch chính nha. Lừa cô thôi hả? À, cái này và phải lưu ý nha, không là sai đi thi, sai câu cơ bản này là về khóc hết nước mắt đấy. Chúng ta qua câu số 7 các bạn. Gọi tên của hợp chất theo hợp chất sâu theo danh pháp IUPAC. Đó là một cái hợp chất alkin có một liên kết 3 trong phân tử, đúng chưa? Rồi, các bạn sẽ đánh số cho cô để chọn nào. Để đọc được tên alkin, chúng ta sẽ chọn cho cô mạch chính là mạch chứa có chứa liên kết 3 và là mạch dài nhất. Sau đó chúng ta đánh cho cô từ đầu gần liên kết 3 hơn nhé. Mình sẽ đánh từ đầu gần liên kết 3 hơn. Bạn thói cho cô sẽ đánh từ đầu này qua đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Cái CH3 này ở trong dấu ngoặc thì nó là cái nhánh đúng không mấy đứa ơi? Cái nhóm CH3 ở trong ngoặc nó là cái nhánh. Nhánh mọc ở vị trí số 4. Vậy chúng ta sẽ gọi nó là 4 metin đúng không? 4 metin. Mạch chính có 5 carbon là ben đúng chưa nào? Ben. Liên kết 3 nằm ở vị trí số 2 thì mình gọi là ben 2 in đúng không mấy đứa? Ben 2 in. Rồi và thì đáp án chính xác là câu B, 4 metin ben 2 in. Và các bạn cần nhớ nha, mình phải đánh từ đầu gần liên kết 3 hơn chứ không phải là đánh từ đầu gần nhánh hơn. Cho nên là lưu ý chứ không các bạn bị sai. Nhưng mà ok, hình như câu này là không có bạn nào sai thì phải. Cô thấy các bạn đều comment đáp án B chuẩn rồi. Chúng ta qua câu số 8 các bạn. Cho isobentan tác dụng với clo theo tỷ lệ mol là 1:1. Chúng ta thu được bao nhiêu sản phẩm monoclo tối đa? Ok, isobentan là thành gì đó nào? Thành này chúng ta phải biết tên nha. Isobentan là thành có tổng 5 carbon có nhánh ở vị trí số 2. Khi đem cộng với clo tỷ lệ 1:1 có nghĩa là thế clo, thế 1 clo vào các bạn. Thì chúng ta sẽ có nào. Để đếm được tổng số sản phẩm, thu được bao nhiêu sản phẩm chúng ta sẽ đếm như sau. Mình chọn thử chất này có trục đối xứng không các bạn? Mình thấy ngay nó không có trục đối xứng đúng không? Có nghĩa là bốn vị trí này khác nhau hoàn toàn. Chúng ta thế cho cô 4 clo vào bốn vị trí này chúng ta được 4 sản phẩm. Các bạn lưu ý cho cô đây nè, hai cái nhóm này là hai nhóm CH3 gắn trên cùng một cái carbon thì hai nhóm này giống nhau hoàn toàn. Giống nhau hoàn toàn có nghĩa là bạn gắn clo lên đây hoặc là gắn clo lên đây là nó như nhau. Cho nên là chúng ta chỉ có 4 sản phẩm ứng với 4 vị trí này thôi nha. Đáp án sẽ là câu D, đúng chưa? Rồi ha. Rồi các bạn chọn đúng hết rồi. Những câu này chúng ta đã làm rất rất là quen thuộc. Bây giờ chúng ta chỉ có ôn lại để chúng ta tránh bị sai thôi nha. Ta qua câu số 9 các bạn. Hợp chất nào trong số các chất sau đây có 9 liên kết sigma và 2 liên kết bi? Ok. Đếm số liên kết sigma và liên kết bi, các bạn chọn đáp án nào. Bạn Huyền chọn câu A. Ai nữa? Bạn Gia Minh chọn câu A. Bạn Thảo Nguyên chọn câu A. Bạn Vương Quốc Trung chọn câu A luôn hả? Ok, ta sửa ha. Đầu tiên nó có hai liên kết bi các bạn. Mình sẽ loại trừ ngay đáp án nào. Styren. Styren là các bạn phải hiểu nó có cái vòng benzen à. Trong vòng benzen có 3 liên kết bi và ở ngoài vòng có một liên kết bi nữa. Thằng này có tổng 4 bi đúng không mấy đứa? Đó. Vinin acetylen là thằng này nè. Đây, vinin acetylen là thằng này. Nó có tổng cộng bao nhiêu bi nè? Đây, một liên kết 3 là có 2 bi đúng không? 2 bi cộng với 1 bi chỗ này nữa thì nó có 3 bi. Cho nên ta loại hai câu C và D. Còn lại câu A và câu D thì chúng ta có nè, benta 13 dien, các bạn thấy cái chữ dien không?
DN nghĩa là có hai liên kết đôi, đúng nhá. Rồi DN nghĩa là có hai liên kết đôi, và là hai câu này là đúng cái ý là có hai liên kết bi nè, được chưa? Bây giờ ta đếm cái số liên kết sigma cho cô nữa là xong. Thì đếm liên kết sigma các bạn có nào, butadien là C4H6. Bạn đếm liên kết sigma, hôm trước cô có đưa cho các bạn cái công thức đếm số liên kết sigma rồi đúng không? Số liên kết sigma bằng số gì, bằng số carbon rồi gì đó cộng với số hydro trừ đi 1 chứ nữa. Chúng ta có nào. Này là 4 carbon cộng 6 hydro trừ 1 là nó ra 9, quá chuẩn đáp án A đúng chưa? Đó, thì đó là công thức đính tính nhanh số liên kết sigma, các bạn lưu ý lại cho cô nhé. Được chưa? Rồi, ok chưa nào? Còn thằng này, benta 1 barien thì nó sẽ là C5H8 các bạn. Nó là alkadien ấy, hai thằng này đều là alkadien à. Và thằng này thì chắc chắn là nó sai rồi, chúng ta có đáp án A nó đúng rồi mà. Dễ không mấy đứa ơi? Dễ không? Quá dễ. Được không nào? Xong nha, tập trung mà học vào đây, ngồi đâu mà cô đẹp, cô đẹp. Cô tách cái camera bây giờ. Câu số 10. Ok, câu số 10 bạn ơi. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí X như hình vẽ trên, hỏi kết luận nào sau đó là kết luận đúng. Đây là một câu về câu hỏi thí nghiệm các bạn. Người ta cho là gì? Natri acetat và CaO, đó là đây là một cái phản ứng rất là quen thuộc chúng ta, là phản ứng vôi tôi sút đó. Phản ứng điều chế metan trong phòng thí nghiệm đúng chưa nào? Chúng ta thu được khí CH4 và Na2CO3 đúng không anh nữa? Đó, ta thu được khí metan. Cái khí metan này nó sẽ thu, cái khí X này là khí metan à. Nó thu được bằng phương pháp này là phương pháp đòi nước đúng chưa? Rồi, tới bây giờ người ta hỏi chúng ta là gì? Cái phát biểu, cái kết luận nào sau đây là kết luận đúng? Câu A, thu khí X bằng cách đòi nước vì X nhẹ hơn nước, là câu sai các bạn. Chúng ta thu được cái khí metan này bằng phương pháp đòi nước, đòi nước vì cái khí này nó không tan trong nước nhé. Câu B nào, canxi oxit tham gia phản ứng với natri acetat tạo thành khí X. Thì bạn lưu ý cho cô là canxi oxit nó có tham gia phản ứng không ấy nữa? Thực tế là nó không tham gia phản ứng nha, nó chỉ có là cái chất, nó cũng không phải là chất xúc tác luôn các bạn, nó chỉ có bổ trợ cho cái phản ứng này thôi. Câu C nào, khi dừng thu khí phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí ra sau. Và câu D, phân tử X có 4 nguyên tử hydro. Thì các bạn thấy là gì? Chắc chắn một điều đọc vô thì ai cũng biết là câu D là câu chính xác. Thằng này có 4 hydro. Và chắc chắn là câu A, câu B và câu C là câu sai, được chưa nào? Ở đây các bạn lưu ý cho cô, đây là một cái gì nào? Cái câu C nào? Khi dừng thu khí phải tắt đèn cồn trước, thì nó nằm ở trong phần nguyên tắc thực hiện phản ứng á, có là trong, nếu như mấy đứa có điều kiện vào phòng thí nghiệm á thì giáo viên sẽ đưa cho bạn cái nguyên tắc. Ở đây chúng ta phải gì bạn? Chúng ta phải tắt đèn cồn sau chứ không được cách tắt trước. Cái vì sao chúng ta phải tắt sau á thì lên lớp 12 chúng ta sẽ gặp lại những cái mô hình thí nghiệm này, cô sẽ giải thích kỹ hơn nha. Những cái câu này chúng ta sẽ gặp nhiều ở lớp 12, được chưa nào? Còn bây giờ thì chúng ta cứ nhớ cho cô nguyên tắc là phải tắt sau trước rồi đã nha. Tắt đèn cồn sau chứ không được tắt trước. Được chưa? Chúng ta qua câu số 11. Số liên kết bi trong một phân tử alken. Ok, câu này là một cái câu cho anh điểm đó bạn. Alken là một thành có một liên kết đôi C nối đôi C trong phân tử. Nó có một liên kết đôi thì nó sẽ có một liên kết bi. Đơn giản như vậy thôi ha. Câu này chắc chắn không bạn nào sai. Đứa nào mà sai câu này là đem chém tại chỗ nha mấy đứa. Đúng không? Quang Duy nó bảo là nó sai là nó nghỉ học. Ta qua câu số 12. Trong phòng thí nghiệm acetylen được điều chế bằng cách nào? Quá dễ. Acetylen chúng ta sẽ được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách nói gì bạn? Canxi cặp bua tác dụng với nước đúng không? CaC2 cộng nước để ra CaOH 2 lần và CH2, được chưa nào? Rồi, quá dễ, chúng ta chọn câu B. Còn lại các bạn ơi, ví dụ chúng ta đem nhiệt phân metan ở 1500 độ C làm lạnh nhanh thì đó là cái phương pháp điều chế trong công nghiệp nhé, cho trong phòng thí nghiệm thì không có ai dùng, được chưa nào? Bạn gì đây? Bạn gì đặt cái tên gì, tiếng Anh, tiếng Pháp gì cô đọc không ra. Mấy đứa đặt tên tiếng Việt đi cô đọc cho nó dễ. Đặt tên tiếng gì Latin không cô đọc không ra. Rồi, chúng ta qua câu số 13 các bạn. Chất nào sau đây thuộc loại alkadien liên hợp? Ok, alkadien liên hợp là những cái alkadien có hai liên kết đôi, xen kẽ ở giữa là một liên kết đơn, đúng không nào?
thì ta thấy ngay nó là cô bê bạn. Đây, hai liên kết đôi xen kẽ ở dưới là một liên kết đơn, thì người ta gọi là alkadien liên hợp. Bạn Tuấn làm hơi mờ hả? Có mờ không mấy đứa? Chứ là trên màn hình của cô thì cô thấy nó rất là rõ. Các bạn nào thấy mờ không? Chúng ta qua câu số 14 ha. Hydrat hóa hai alken chỉ tạo thành được hai ancol. Thì hai cái alken đó là hai alken nào? Các bạn cho cô đáp án. Câu số 14. Hydrat hóa là cái phản ứng cộng cộng nước đúng mấy đứa? Cộng nước vào hai cái alken mà chúng ta chỉ thu được hai ancol. Thì có nghĩa là mỗi alken của chúng ta nó chỉ tạo ra được một ancol thôi đúng chưa? Rồi, vậy thì lúc này chúng ta có rồi. Alken mà cộng với nước là một cái tác nhân bất đối xứng mà chúng ta chỉ thu được một sản phẩm. Thì có nghĩa là cái alken đó nó phải như nào mới được? Nó phải là alken đối xứng đúng không? Vậy chúng ta sẽ có ngay nè. Chúng ta sẽ loại câu B nè, tại vì chúng ta thấy ngay propen là một cái alken bất đối xứng vậy, cho nên chắc chắn ta loại. Đúng không? Câu câu A cô có loại không? Câu A có bút một N là cô loại luôn đúng không? Tại vì bút một N cũng là alken bất đối xứng. Đúng chưa? Alken này bất đối xứng loại luôn. À, rồi bây giờ chúng ta nói là gì? Chắc chắn loại trừ thì chúng ta còn lại câu C thôi. Chúng ta có eten là ethylene các bạn. Thằng này là một cái alken đối xứng đúng không? Chia liên kết đôi làm đôi, hai bên này giống nhau. Còn bút 2N là thằng nào? Bút 2N là thằng này. Đó các bạn thấy trục đối xứng chia ra, đó nó đối xứng hai bên thì chắc chắn lúc này nó sẽ chỉ có tạo được một sản phẩm duy nhất. Cho nên là cái gì bạn ơi? Cho nên là cái câu chính xác chúng ta sẽ chọn là câu C. Mỗi alken đối xứng nó chỉ tạo được một sản phẩm duy nhất nhé. Được chưa? Rồi, chúng ta có tiếp theo câu số 15. Sử dụng thuốc thử nào sau đây để nhận biết được các chất sau? Benzen, styren, toluen và hex-1-in. Ok, các bạn cho cô biết chúng ta sẽ sử dụng thuốc thử nào để nhận biết các chất này nào? Cô đẹp trai hả? Lo học đi, ngồi đó mà cô đẹp trai với là không đẹp trai. Tập trung học nha mấy đứa ơi. Câu số 15, đáp án câu A. Chắc chưa? Có ai chọn đáp án khác ngoài câu A không nào? Đầu tiên chúng ta có, đây các bạn thấy hex-1-in là cái alkin có gì bạn ơi? Alkin có 6 carbon, có một liên kết 3 đầu mạch đúng không? Đó. Mà alkin có một liên kết 3 đầu mạch thì chắc chắn chúng ta sẽ dùng bạc nitrat để chúng ta nhận biết. Cho nên là thuốc thử này phải có bạc nitrat nữa. Tiếp theo, cái thằng styren là thằng nào? Styren chúng ta nói ở trên đó, là thằng có liên kết đôi mấy đứa. Thì chúng ta phải dùng brom. Brom để nhận biết cái thằng có liên kết đôi nó làm mất màu nước brom. Cho nên là chúng ta chắc chắn rồi. Sẽ dùng gì mấy đứa ơi? Ta dùng gì? Nếu như dùng câu A hả? Nếu dùng câu A thì mình sẽ có gì? Dùng câu A thì brom thì chỉ có styren làm mất màu nào. Benzen và toluen là không làm mất màu nha. Bạc nitrat thì hex-1-in là có kết tủa màu vàng. Vậy thì cô đâu có nhận biết được benzen với toluen đâu mấy đứa. Đúng không? Đúng không? Cho nên là bạn nào chọn câu A là sai. Đáp án nha, câu 15 đứa nào chọn câu A là sai. Chúng ta không dùng được câu A. Đáp án chính xác chúng ta chọn câu C là mới chuẩn nè. Ta cho bạc nitrat vào chúng ta nhận biết được hex-1-in có kết tủa màu vàng. Tiếp theo dùng KMNO4 chúng ta sẽ có nào. Styren là thằng có liên kết đôi nó sẽ làm mất màu KMNO4 ngay ở nhiệt độ thường. Được chưa? Còn lại benzen và toluen chúng ta đã học tính chất rồi. Benzen không làm mất màu thuốc tím ngay ở mọi nhiệt độ. Còn toluen là thằng làm mất màu thuốc tím khi đun nóng. Còn khi ở nhiệt độ thường nó không làm mất màu thuốc tím được. Vậy có phải chúng ta sẽ nhận biết được ba chất này dựa trên thuốc tím đúng không? Nha. Đây nói lại nữa nè. Styren làm mất màu thuốc tím ngay ở nhiệt độ thường không cần đun nóng. Toluen chỉ làm mất màu khi đun nóng. Chứ nhiệt độ thường là không mất màu được. Còn benzen là nó sẽ không làm mất màu ở mọi điều kiện. Đó là tính chất hóa học chúng ta đã học ở với cô rồi. Cho nên sau này cứ thói mấy thằng này là chúng ta nhớ dùng KMNO4 để nhận biết nha mấy đứa. Được chưa? Đáp án chính xác là câu C. Bạn bạn gì nào? Bạn Na gì nào? Ok, thank you em đã khen cô xinh đẹp. Nhưng mà bây giờ tập trung học cho cô nha. Bỏ qua vấn đề đó đi em ơi. Được chưa nào? Bạn An Trần ok, yêu em, yêu mấy đứa. Rồi đứa nào gọi điện cho cô đây ta?
nhá mấy cô nữa ta? Trời khuya rồi mà còn nhá mấy cô mới ghê chứ. Ta qua câu số 16 nào. Trong các hydro carbon sau, những cái hydro carbon nào có đồng phân sweet trend? Tức là đồng phân hình học các bạn. Đồng phân hình học các bạn nhớ cho cô nào, điều kiện để một cái chất có đồng phân hình học thì nó phải có liên kết đôi nằm ở giữa mặt, chứ những chất mà có liên kết đôi nằm đầu mặt thì thường thường nó không có liên kết đôi nhé. Nhầm, nó không có đồng phân hình học nhé. Ví dụ nào, thành broben là thành có liên kết đôi đầu mặt, 100% là thành này không có đồng phân hình học, được chưa? Ta loại thành này, cho nên ta loại đáp án A nè, loại đáp án C nè. Còn lại chúng ta nhìn cho cô trong hai đáp án này để chúng ta chọn nhé. Buta 13 bút 1N chứ, bút 1N là thành có liên kết đôi đầu mặt đúng không mấy đứa? Liên kết đôi đầu mặt thì auto là không có đồng phân hình học. Đáp án chắc chắn chỉ có thể là câu D. Bút 2N là thành có liên kết đôi giữa mặt là có đồng phân hình học nào. Benta 13DN, Benta 13DN các bạn viết cho cô, Benta là có 5 carbon đúng không? 13DN có liên kết đôi vị trí số 1 và vị trí số 3. Các bạn nhìn cho cô cái chất này, nó có một cái liên kết đôi ở giữa mặt thì chắc chắn một điều là nó sẽ có cái đồng phân hình học nha. Còn cái liên kết đôi đầu mặt này thì chúng ta không quan tâm, chúng ta biết là nó chỉ cần biết là nó có một liên kết đôi giữa mặt thì chắc chắn là có đồng phân hình học, được chưa nào? Dễ không mấy đứa? Quá dễ. Ta qua câu số 17. Divining tham gia phản ứng với brom theo tỷ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm? Ok. Divining các bạn ơi. Bạn đợi cô chat tin tin nhắn á, có ai nhắn cho cô á. Trời ơi, nhắn tin. Bạn nào đang xem livestream mà các bạn nói là mình muốn vào cái group nhóm của lớp 11 ấy thì các bạn phải đợi cô dạy xong rồi lát nữa các bạn nhắn tin, cô rảnh rồi cô sẽ check tin nhắn và cô add các bạn vào nhóm học. Chứ bây giờ cô đang livestream cô dạy như này mà mấy đứa nhắn tin bảo cô add vào nhóm làm sao cô add được? Rồi nó còn nhá máy nó gọi điện cho cô nữa chứ. Phải đùa đâu. Chắc cô chém quá trời ơi. Cô đang dạy mà. Ôi là trời. Mấy thanh niên này chắc cô chém quá. Cô đang dạy mà nó nhắn tin nó gọi điện cho cô. Bạn gì đây, mới kiểm tra hóa xong em cảm thấy toang quá. Các bạn ơi, bạn nào mà vừa thi hóa hoặc là kiểm tra hóa mà các bạn thấy toang quá thì các bạn làm gì? Các bạn ôn lại cho cô nào. Nha, bây giờ mà mình xếp thi giữa kỳ rồi, mình ôn cho cô video lấy gốc Ancan, video lấy gốc Anken và các cái buổi cô sửa đề kiểm tra giữa kỳ. Những cái link này cô đều cập nhật ở trong cái link tổng hợp trong nhóm VIP rồi. Ôn tập đi, chịu khó học đi thì thi nó mới được. Chứ bây giờ nhiều bạn mà cô thấy các bạn vào nhóm VIP với cô mà các bạn không thèm học luôn. Các bạn vào nằm trong đó cho có thôi à. Không thèm học, muốn buổi livestream nào mà cô thấy xuất hiện hết trơn á, làm bài thì không làm được. Rên với cô ơi em học mà em thấy nó khó quá, mấy đứa có chịu học đâu mà khó. Có buổi livestream nào cô thấy mặt của mấy đứa đâu. Lười mà cứ bảo khó. Các bạn hiểu không? Hữu cơ nó khó nhưng mà mình phải chăm thì nó mới mới dễ và mới hiểu bài được. Chứ đằng này cứ ngồi rên rên thì làm sao mà thấy nó dễ được mà. Nhiều đứa mà nó hỏi, nhiều bạn nhắn tin hỏi bài cô mà toàn nhắn hỏi những cái câu mà cô đã dạy kỹ ở trong livestream rồi. Có nghĩa là không thèm học mà cứ nhắn tin hỏi bài thôi. Mấy thanh niên đó là cô chém hết nha. Lo mà học đi mấy đứa ơi. Môn hóa nó không khó đâu, các bạn chăm học là các bạn sẽ giỏi được thôi, được chưa? Chúng ta qua câu 17 nhá. Bạn gì đây nào, em vào trễ bữa giờ ngồi học lại sắp mạch. Ok, cố gắng lên, mình chỉ cần có cái nền tảng á. Cái nền tảng phần hydrocarbon thì những cái phần sau các bạn sẽ học tốt, được chưa? Divining là thành gì bạn ơi? Divining là buta 13DN ấy, thành này nào. Cộng với brom theo tỷ lệ mol 1:1 là phản ứng gì đây mấy đứa ơi? Phản ứng của alkadien với brom đúng không? Và người ta hỏi thu được bao nhiêu sản phẩm thì chúng ta có đây nè. Đụng tới alkadien mà cộng với brom, các bạn nhớ cô nó có hai khoảng nhiệt độ, đó là cộng ở 40 độ C. Khi cộng ở 40 độ C nó sẽ gì bạn ơi? Nó sẽ cộng ở vị trí gì? Cộng ở vị trí 1:4. Có là brom nó sẽ cộng ở vị trí này nè. Và nó đòi cái liên kết đôi vô ở giữa mặt, được chưa? Đó, chúng ta được cái sản phẩm cộng brom ở vị trí 1:4 nhé. Tiếp theo là ở nhiệt độ 80 độ C. Âm 80 độ C thì nó sẽ cộng ở vị trí 1:2 đúng không? 1:2 và các bạn nhìn cho cô đây là một cái alkadien đối xứng.
thì vị trí 1, 2 chỗ này với vị trí 3, 4 là nó giống nhau nhất. Cho nên là chúng ta sẽ cộng vào vị trí 1, 2 nào. Được chưa? Còn ở bên này là chúng ta giữ nguyên lại. Và chúng ta lưu ý là cộng vị trí 1, 2 hoặc là cộng vị trí 3, 4 là như nhau. Tại vì hai vị trí này nó đối xứng với nhau á. Vậy chúng ta chỉ có gì bạn ơi? Có bao nhiêu sản phẩm? Bây giờ các bạn lưu ý cho cô nha. Người ta hỏi là tối đa bao nhiêu sản phẩm? Người ta hỏi tối đa bao nhiêu sản phẩm? Đối với câu hỏi này chúng ta có đếm đồng phân hình học không các bạn? Có, đúng không? Khi nào mà người ta hỏi là đồng phân cấu tạo nha, có chữ cấu tạo là ta không đếm đồng phân hình học. Còn khi nào người ta hỏi là có bao nhiêu đồng phân hoặc là có bao nhiêu sản phẩm thì lúc đó sẽ là cái câu mà chúng ta cần phải đếm đồng phân học. Chỉ khi nào xuất hiện cái từ cấu tạo á, thì chúng ta mới không đếm đồng phân hình học thôi nha mấy đứa. Vậy cho nên là chúng ta nhìn cho cô nào, trong hai sản phẩm này sản phẩm nào có đồng phân hình học? Có phải thằng này có liên kết đôi ở giữa mạch là nó sẽ có đồng phân switch trend không mấy đứa? Vậy có nghĩa là riêng thằng này nó sẽ có hai sản phẩm, có là hai sản phẩm là một sản phẩm switch và một sản phẩm trend, được chưa? Còn thằng này thì nó chỉ có một sản phẩm thôi, nó có liên kết đôi ở đầu mạch, thằng này không có đồng phân hình học. Cho nên cộng tổng lại là thằng này có hai sản phẩm này một sản phẩm là tổng cộng là 3. Chúng ta chọn đáp án phải là câu C nha mấy đứa. Được chưa? Ý câu này các bạn không đếm đồng phân học là các bạn bị sai đó. Cho nên các bạn phải đếm cẩn thận cho cô. Được chưa? Rồi nha. Em có học mà đề nó lạ. Đề nó lạ hả mấy đứa? Buồn quá. Bạn nào mà đề lạ các bạn, bạn chụp đề bạn gửi cho cô xem nhé. Cô sẽ hướng dẫn để bạn ôn tập, để bạn thi mấy lần sau cho nó tốt. Được chưa? Ta qua câu số 18 nào. Cho dạy các chất sau. Số chất trong dạy phản ứng được với dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Có nghĩa là những chất mà làm mất màu được nước brom ở nhiệt độ thường. Các bạn chọn cho cô nào. Đầu tiên là bromobenzen, isopropen, acetylene, toluen và benzen. Ok, chúng ta có. Để làm mất màu được nước brom thì nó phải là những chất có liên kết đôi hoặc là liên kết 3. Mình thấy là bromobenzen là một cái hydrocarbon thơm và nó là hydrocarbon thơm no. Nó sẽ không làm mất màu nước brom đúng không mấy đứa? Đúng không? Nó là thằng nào nào? Bromin benzen là thằng có vòng benzen á, gắn với 3 carbon như thế này nè mấy đứa. Đó, nó no hoàn toàn cho nên là nó không làm mất màu brom nha. Isopren là thằng gì? Là thằng có hai liên kết đôi trong phân tử á, nó là thằng này nè. Đó. Nó là nguyên liệu để tổng hợp tạo ra cao su isopren ấy. Nó là một cái gì bạn? Alkaline đúng chưa? Có liên kết đôi là có mất màu brom nè. Acetylene có liên kết 3 là có mất màu brom. Toluene là thành không có liên kết đôi CC không mất màu brom nha. Benzen cũng vậy, thì chúng ta chỉ có hai chất này là làm mất màu brom thôi. Đáp án chúng ta chọn chính xác sẽ là câu B nha mấy đứa. Được chưa? Rồi. Được không nào? Chúng ta qua câu số 19. Bắt đầu từ câu số 19 là câu bài tập. Ở đây cô sẽ ôn một số dạng bài tập. Những cái dạng bài tập còn ví dụ là ở những cái buổi ôn thi giữa kỳ hôm trước á, thì cô đã ôn cho bạn kha khá các dạng bài tập rồi. Thì buổi hôm nay cô sẽ ôn những cái dạng nào mà những cái buổi trước cô ít ôn thì hôm nay cô sẽ tập trung cô ôn ở đó, được chưa? Rồi. Chúng ta có nào? Câu số 19 các bạn. Một bài toán về ankin phản ứng với brom. Cho 4 gram một ankin X có thể làm mất màu tối đa được 0,2 mol brom. Hỏi cái công thức phân tử của cái ankin này là gì? Thì bạn có nào, ankin là CnH2n2 đúng chưa? Ankin cộng với bao nhiêu brom mấy đứa ơi? Ai cho cô biết nào? Ankin nó có một liên kết 3 trong phân tử, có là nó có hai liên kết bi thì nó có phải cộng được tối đa với 2 brom không? Tạo thành sản phẩm là CnH2n2Br4 đúng không? Đó. Vậy có nghĩa là gì? Chúng ta có cái gì đây bạn ơi? Chúng ta có được mol của brom là 0,2 thì cô suy ra được mol của ankin này là 0,1 đúng không? Đó, sau khi có mol của ankin thì cô tính được m lớn của ankin này. M lớn của ankin sẽ bằng m nhỏ là 4 chia cho số mol là 0,1. Chúng ta được ra m lớn của ankin là 40 các bạn. M lớn của ankin là 40 thì chúng ta nhìn cho cô trong các cái đáp án này thì cái ankin có m lớn 40 là C3H4 đúng chưa? Còn bạn nào mà làm tự luận á thì bạn cũng trình bày y chang như này, nhưng mà bạn trả lời bạn trình bày như này nè. M lớn 40 thì bạn tương đương với nè.
M lớn của anh Kiên tính theo công thức này là 14N trừ 2 đúng không? Bằng 40. Bạn bấm ra N bằng 3. Tức là M lớn của anh Kiên tính theo công thức là bằng 12N cộng 2N là 14N trừ 2. Được chưa? Chúng ta trình bày tù luận, chúng ta trình bày như này nha mấy đứa. Đó, thì khi mà cô trình bày như này các bạn đều trình bày theo tự luận và trách nhiệm được luôn nhá. Cô có lưu lại livestream hay không? Có, cô sẽ lưu lại cho các bạn nào mà các bạn chưa xem, các bạn xem bù. Nhưng mà các bạn xem trực tiếp với cô để các bạn có thắc mắc gì các bạn hỏi cho nó tiện nhé. Chứ bữa sau các bạn xem bù, các bạn lười, các bạn không xem đó. Chúng ta qua câu số 20 nào bạn. Một cái hỗn hợp gồm hai cái ankin khi đốt cháy hoàn toàn chúng ta thu được như ra CO2. Bạn tính cho cô mol CO2 nào. CO2 có số mol là 0,3 và nước là 0,2. Các bạn theo kịp không các bạn ơi? Có ai theo không kịp không? Các bạn lên tiếng nhé. Người ta nói là tính khối lượng brom tối đa có thể cộng vào trên trong cái hỗn hợp trên. Rồi ok các bạn ơi, mình sẽ có nào. Ankin mình viết công thức là CnH2n-2 cộng với 2 brom. Viết đơn giản như này thôi đúng không? Và các bạn thấy là cô sẽ tính được mol của brom dựa trên mol của ankin. Mà mol của ankin chúng ta tính như nào mấy đứa? Đây, đốt cháy ankin thu được CO2 và nước thì bạn có là mol của ankin á thì nó luôn luôn bằng với mol CO2 trừ mol nước. Các bạn biết cái công thức này rất là rõ rồi. Mol CO2 là 0,3 trừ mol nước là 0,2, chúng ta ra 0,1. Vậy chúng ta có mol ankin là 0,1 thì suy ra mol của brom có phải nhân đôi lên là 0,2 đúng chưa? Có mol của brom là 0,2, chúng ta lấy 0,2 nhân cho M lớn của brom 160, chúng ta ra được 32 g. Đáp án là câu C đúng không mấy đứa? Dễ không? Vô cùng dễ, đó là những câu cho điểm nha mấy đứa. Trên đi thi nhớ cho cô nha, những câu này cố gắng lấy điểm cho cô. Được không nào? Rồi, ok. Chúng ta qua câu tiếp theo, câu số 21. Câu số 21 các bạn. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm 2 anken có khối lượng phân tử cách nhau 14 dBc. Rồi cô sẽ giải thích cái cụm này có nghĩa là gì. Cách nhau 14 đơn vị dBc nghĩa là sao bạn? 14 đơn vị chính là một cái giá trị M lớn của một cái góc CH2 á. Có nghĩa là người ta cho biết hai cái anken này nó sẽ hơn kém nhau một carbon. Hơn kém nhau một carbon thì sao? Có phải hai cái anken này sẽ là đồng đẳng kế tiếp đúng không mấy đứa? Đúng không? Hơn kém nhau một carbon nghĩa là tụi nó là đồng đẳng kế tiếp. Thì cái câu này nghĩa là người ta nói hai anken này là đồng đẳng kế tiếp nhé. Bạn Mỹ Duyên không dùng M hỗn hợp bằng nhiêu đó hả cô? Là sao Duyên? Em dùng công thức đó để làm chi? Câu này người ta hỏi khối lượng của brom mà em. Câu này người ta hỏi khối lượng của brom mà Duyên ơi. Em đang có muốn tính được khối lượng của brom thì em cần phải có số mol của brom. Số mol của brom tính dựa trên mol của ankin thì em đang cần là em cần số mol của ankin chứ em đâu có cần khối lượng của ankin để làm chi đâu Duyên. Đúng không? Mấy đứa phải đọc cái câu hỏi người ta hỏi cái gì chứ, đúng không nào? Rồi, chúng ta qua câu số 21 các bạn. Câu 21 này cô vừa lưu ý với các bạn đó là hai cái anken này là hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau đúng không? Nó nằm kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Vào phản ứng với brom chúng ta thấy khối lượng bình brom tăng lên 7,7 g. Các bạn ơi, khối lượng bình brom tăng chúng ta sẽ có là cái gì nào? Đem anken vào phản ứng với brom thì cái khối lượng bình brom tăng lên chính là khối lượng của anken đúng không? Đó. Vậy chúng ta có M nhỏ của anken và chúng ta có số mol của anken là 0,15. Được chưa? Vậy từ đó cô có tính, có phải cô tính được M lớn của anken không mấy đứa? M lớn trung bình của hai anken này bằng M nhỏ chia cho số mol. M nhỏ là 7,7 chia số mol 0,15, cô ra được bao nhiêu nào? 7,7 chia 0,15 chúng ta ra được là 51,33 các bạn. Rồi, 51,33 là M lớn trung bình của cái anken. Dựa trên M lớn trung bình này chúng ta có tương đương nào. M lớn của anken á, anken có công thức là CnH2n. Thì M lớn của nó tính theo công thức này có phải là 12N cộng 2N là 14N đúng mấy đứa? Đúng không? 14N trung bình ha. 14N trung bình bằng 51,33. Bạn suy ra N trung bình bằng, các bạn sẽ lấy giá trị là 51,33 chia cho 14, các bạn ra được N trung bình bằng 3,6. 3,6 thì suy ra hai cái anken đó là một thằng sẽ là C3 và một thằng anken C4 đúng mấy đứa? Đúng không? C3 và C4 thì đáp án sẽ là câu gì? Xong có đáp án ta.
C3, C4 thì bạn sửa cho cô đáp án câu câu A đi mấy đứa. C3 H6 và C4 H8 nhé. Câu này đáp án nó bị sai, các bạn sửa giúp cô được chưa nào? Sửa giúp cô. Hai anken này cách nhau 14 DVC, 14 đơn vị là nó là anken đồng đẳng kế tiếp nha mấy đứa ơi. Cho nên là nếu như các bạn gặp câu này trong tự luận á, thì các bạn nhớ cho cô giải thích chỗ này. Vì hai anken này hơn kém nhau 14 DVC, cho nên nó sẽ là hai anken đồng đẳng kế tiếp được chưa nào? Đồng đẳng kế tiếp thì phải là C3, C4 chứ không thể nào là C3 và C5 được nha. Ok không? Bạn Trần Vương là không có đáp án làm em suy nghĩ cả buổi tối. Rồi ok, đề này bị sai các bạn. Chúng ta qua câu số 22 nào. Một hydro carbon A mạch thẳng có công thức phân tử là C6H6. Khi cho A phản ứng với bạc nitrat trong môi trường NH3 dư, chúng ta thu được một cái chất hữu cơ B có cái M lớn của B trừ M lớn A bằng 214 đơn vị. Công thức phân tử của A là ok. Rồi, đó là một câu không khó các bạn ơi. Các bạn cho cô đáp án. Các bạn theo kịp không mấy đứa ơi? Các bạn có nghe cô nói với tốc độ như này các bạn theo kịp không? Các bạn nào theo không kịp thì bạn lên tiếng để cô biết nha. Là các bạn thấy cô nói nhanh quá thì bạn lên tiếng để cô biết. Đuối quá mấy đứa. Cô dạy mỗi lần mà cô dạy các anh chị 12K4 xong á là cô đuối, do dạy lớp 12 cô nói nhiều lắm. Sửa đề các kiểu là cô nói rất là nhiều. Mà nói nhiều là cô sẽ mệt. Nên là giờ cô qua lớp mình cô nói hết nỗi rồi. DVC là gì? DVC là cái đơn vị của cái M lớn các bạn. M lớn đơn vị là DVC nhé. Rồi kịp đúng không? Rồi. Ôi trời ơi, mệt. Linh ơi là Linh, tập trung học nha Linh ơi. Khổ khổ mấy đứa này quá, chắc cô tắt camera quá. Cô tắt bớt camera nha, để mấy đứa tập trung học chứ. Mấy đứa nhìn cô làm chi, trời ơi. Mấy đứa này chết quá. Tắt camera cho rồi. Đau lòng. Tập trung học nha. Câu 22 các bạn chọn câu A chắc chưa? Chúng ta nhìn cho cô nào, dạng bài toán hydro carbon phản ứng với bạc nitrat. Chúng ta đã học ở trong ankin rồi mấy đứa. Và mấy đứa nhớ cho cô nào. Cứ gì bạn ơi? Cứ thế một bạc á, cứ cái ankin này mà nó thế được một bạc nha, chất thế được một bạc thì nó sẽ gì bạn ơi? Cái M lớn của nó, M lớn nó sẽ tăng 107 đơn vị đúng không? M lớn nó sẽ tăng lên 107. Vì sao? Vì sao chúng ta có nào? M lớn của bạc nitrat là 108. Cái nguyên tắc của phản ứng này là khi bạc nó vào nó phản ứng với ankin á, những cái thành có liên kết ba đầu mạch á, là một bạc nó sẽ vào nó đói một cái hydro đi ra đúng không? Thì có nghĩa là một bạc vào là tăng 108, nó đói mất một hydro đi ra là nó giảm mất một đơn vị là còn 107. Vậy có nghĩa là cứ thế một bạc vô thì nó tăng lên được 107 đơn vị. Và ở đây người ta cho tăng 214 đơn vị. Vậy thì nó thế được mấy bạc mấy đứa tính được không? Mấy đứa lấy 214 mấy đứa chia 107 có phải nó thấy nó thế được hai bạc đúng chưa mấy đứa? Đó, cho nên là tăng 214 thì thế hai bạc. Để nó thế được hai bạc thì tương đương với việc là nó phải có hai liên kết 3C nối 3C ở gì bạn? Ở đầu mạch đúng không? Đó. Vậy chúng ta nhìn cho cô trong cái bốn cái đáp án này thì chỉ có câu nào bạn ơi? Chỉ có câu A là thỏa mãn đúng không? Nó thỏa mãn thứ nhất là nó có hai liên kết 3 ở đầu mạch. Thứ hai là nó có công thức là C6H6. Thằng này có 1 2 3 4 5 6 nè. Đó, được chưa? Mình loại câu C vì thằng này nó có 1 2 3 4 5 7. 5 6 7 đúng không mấy đứa? 2 4 6. À, nó vẫn có 6 đấy. Nhưng mà tại sao mình loại câu C? Câu C cô loại vì nó có mạch carbon có nhánh. Đề bài này cho biết thằng này mạch thẳng nè, đúng không? Mà đáp án này có cái nhánh CH3 cho nên chúng ta loại nhé. Còn câu B chúng ta loại vì nó chỉ có một liên kết 3 đầu mạch thôi.
câu D cô loại vì cũng chỉ có một liên kết ba đâu đâu ở đâu mà, được chưa? Để chúng ta nhìn vào đáp án thì chúng ta chọn được đáp án chính xác là câu A nhé. Bạn Hiếu ạ, cô tách cam mà em không học được. Tào lao. Cô là mấy đứa mà không lo học là cô tách cam đấy. Thật sự. Tập trung vào bài đi các bạn ơi. Để chúng ta thi cho tốt nha. Đứa nào mà học xong với cô mà thi mà dưới dưới 7 điểm đi, cô chém hết. Ta qua câu số 23 các bạn ơi. Một bài toán tính hiệu suất phản ứng. Đun nóng 8,74 g alcohol ethylic với H2S4 đạch, chúng ta thu được nhiêu đây? Lít khí ethylene. Ta tính cho cô mol nào. Mol của alcohol là 8,74 chia cho 46, chúng ta ra được mol của alcohol là 0,19. Tiếp theo mol của ethylene chúng ta sẽ lấy là 2,5536 chia 2,4. Ta ra được số mol là 0,114. Rồi, cô viết phương trình nhé. Từ rượu ethylic đem gì bạn ơi? Đem tắt nước với xúc tác H2S4 đạch. Chúng ta thu được ethylene và nước, được chưa? Trong đó chúng ta có số mol này là 0,19, còn mol này là 0,114. Tính hiệu suất của phản ứng này chúng ta có nào. Rồi, một cái mẹo để tính nhanh hiệu suất các bạn. Để tính nhanh được hiệu suất các bạn cứ cần nhớ cho cô á, mình sẽ luôn luôn lấy cái số mol sau phản ứng chia cho số mol trước phản ứng nhân cho 100. Đó là một cái mẹo mà chúng ta dùng để tính hiệu suất rất là nhanh. Có là cô lấy số ở phía sau phản ứng là 0,114 nè, chia cho số ban đầu là 0,19 nhân 100 là xong. Nó vô cùng đơn giản, đây là cái mẹo tính nhanh hiệu suất nhé. Được không mấy đứa ơi? Rồi chúng ta sẽ ra được là 60%, đáp án là câu A. Được chưa? Ok không? Đây là những câu toán cho ăn điểm các bạn. Hiệu suất nhớ cho cô luôn luôn lấy số mol sau phản ứng chia số mol ban đầu nhân 100 nhé. Rồi. Rồi good job các bạn làm đúng rồi. Chúng ta qua câu 24 nào. Chúng ta chỉ có 28 câu trắc nghiệm thôi mấy đứa. Làm nhanh để chúng ta qua tự luận nhé. Cho 6,72 có là cho 0,3 mol hỗn hợp khí gồm etan và ethylene đi chậm qua bình đựng brom dư. Sau khi phản ứng, khối lượng bình brom tăng thêm 5,6 g. Hỏi số mol của etan và ethylene trong hỗn hợp lần lượt là. Các bạn thấy câu này có phải vô cùng dễ không mấy đứa? Bạn Xuân Cường là hay ghê. Ừ, cái câu này nhớ cho cô nha Cường. Cái mẹo tính nhanh hiệu suất các bạn. Mẹo tính nhanh hiệu suất nha. Câu số 24. Đáp án các bạn chọn câu A. Bạn Thảo Nguyên câu A, bạn Khánh Linh câu A, bạn Mỹ Linh câu A, bạn Nga, bạn Mạnh Toàn. Ok, vậy chúng ta sửa nhé. Bài này thực ra nó rất là dễ luôn các bạn. Mình đem một cái alkan và một cái alken đi qua bình brom thì mình biết là chỉ có alken mới phản ứng được với brom thôi, còn alkan thì không phản ứng. Vậy thì cái khối lượng của cái bình brom tăng lên chính là cái m của alken đúng không đứa? M của alken. Và nó chính là m của ethylene, m của C2H4. Và từ đó cô tính ra được cái số mol của CH4 bằng 5,6 chia m lớn cái này 28, các bạn ra 0,2 mol. Được chưa? Đó, ngay lập tức cô có được mol của ethylene. Rồi sau đó cô sẽ suy ra được mol của etan CH6 bằng cách lấy tổng số mol của hỗn hợp là 0,3 trừ cho mol của thằng này 0,2, nó ra 0,1. Đó. Và chúng ta có mol của etan và eten lần lượt sẽ là 0,1 và 0,2, đáp án A luôn. Được chưa? Nó rất là dễ. Chúng ta chỉ cần nắm được tính chất hóa học, chúng ta sẽ làm được bài toán này thôi. Không có gì khó hết nha. Chúng ta qua câu số 25 nào các bạn. Hỗn hợp A gồm C3H6, C3H4 và C3H8 có tỷ khối hơi so với hydro bằng 21. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào trong nước vôi trong dư. Chúng ta thấy khối lượng bình tăng thêm mg, tính giá trị của m. Ok, đây là một câu mà nó rất rất là quen thuộc với chúng ta. Bạn nào mà đã học đầy đủ các cái live stream trong cái nhóm VIP thì câu này nó không có cái gì mà mới lạ nữa hết, đúng chưa? Các bạn nhìn vô ngay lập tức, các bạn thấy cho cô đề bài này cho ba chất này. Nó có một cái đặc điểm chung là tụi nó đều có gì bạn ơi? Có phải đều có 3 carbon đúng không? Đó, chúng ta sẽ đặt công thức chung của tụi nó là C3HX trung bình, đúng chưa nào? Rồi, nó có cái M lớn trung bình là bao nhiêu? M lớn trung bình sẽ lấy cái tỷ khối là 21 này nè. Nhân cho M lớn của hydro là 2. Các bạn ra được m lớn trung bình là 42.
Từ đó chúng ta tìm được giá trị của x trung bình của có nào tương đương với nhé. M lớn này là carbon là 12 nhân 3 cộng x trung bình bằng 42. Cô tính ra được x trung bình bằng bao nhiêu bạn? X trung bình bằng 6 đúng không? Đó. Vậy có nghĩa là công thức của thằng này nó sẽ có chung công thức á. Ba chất này cô gộp lại có công thức chung là C3H6. Mấy đứa hiểu ý tưởng chưa? Chúng ta gộp chung ba thằng này lại nó có công thức chung là C3H6. Đem gì bạn ơi? Đem 0,05 mol cái hỗn hợp A. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 0,05 mol của cái thằng C3H6 này đem đi đốt cháy. Chúng ta thu được CO2 và nước. Số công bằng là 3 CO2 đúng không? 6 hydro cân bằng 3 nước luôn đúng chưa? Mol thằng này là 0,05 thì cô suy ra được CO2 sẽ là 0,05 nhân 3 là 0,15. Thằng này cũng là 0,15. Đó, cô tính được số mol CO2 và nước thu được. Người ta hỏi là đem sản phẩm cháy, tức là đem cái CO2 và nước này hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng lên là bao nhiêu gam? Thì bạn có lại bạn ơi. Mình có cái công thức khối lượng bình tăng, khối lượng dung dịch tăng, cô đã nói rất rất là nhiều lần trong các cái buổi học. Buổi học nào? Buổi học trước đó rồi đúng chưa? Có nhớ công thức không mấy đứa? Giờ còn nhớ công thức không? Đứa nào quên đâu? Công thức này mà đứa nào quên là chắc chắn bị chết với cô nè. Bạn phải phân biệt giữa cô khối cái công thức tính khối lượng bình tăng với công thức tính khối lượng dung dịch tăng, nó khác nhau hoàn toàn nha mấy đứa. M bình tăng có phải là bằng M của CO2 cộng với M nước luôn không? Thế số ta có nha. M CO2 là 0,15 nhân 44 cộng nước là 0,15 nhân 18. Ta ra được đáp án là nhiêu bạn? Đáp án nào? Bấm giúp cô đi mấy đứa. Có phải là câu B như mấy đứa comment không? 0,15 nhân 44 cộng 0,15 nhân 18, chúng ta ra được là 9,3 gram. Ok, đáp án B đúng rồi. Rồi, rất là dễ đúng chưa? Không có gì khó luôn. Đó là một câu mà chúng ta giải rất là nhiều lần rồi. Bây giờ ta chỉ có ôm lại thôi nhé. Rồi ok, có nhiều bạn nhớ nè. Bạn Trần Vương là em quên rồi. Thôi toan. Bạn Quang Hà em quên nhưng cô đừng phạt em hả? Cô dạy kỹ giả man hả? Ừ. Các bạn hiểu không? Mình cái lớp 11 á. Nói chung là cô có một cái khái niệm là gì? Học cái gì chúng ta cũng phải học kỹ đến nơi đến chốn. Chúng ta học kỹ, chúng ta nắm chắc kiến thức rồi á thì chúng ta sẽ có thể gì? Có là cô không cần, các bạn gặp một cái câu tương tự, cô không cần hướng dẫn, các bạn có thể tự làm được. Chứ nếu như mà cô dạy qua loa thì các bạn chỉ làm được những câu mà cô hướng dẫn thôi, chứ những câu tương tự nhiều khi các bạn không biết làm. Đó, quan trọng ở đây là cái mà các bạn phải tự học và tự làm được bài nha. Bạn Anh Thư, cô sao cô không thấy em hả cô? Cô thấy em rồi nha Thư. Nãy giờ em cô thấy rồi nhưng mà nhiều bạn comment quá cô không có đọc hết được thôi. Cái khối lượng bình tăng khác với khối lượng dung dịch tăng, đúng rồi em ơi. Nếu như người ta cho cái khối lượng dung dịch tăng nào, cô nhắc lại công thức nha. Khối lượng M dung dịch tăng á thì nó sẽ bằng M của CO2 cộng M nước trừ M kết tủa. CaCO3 được chưa? Còn nếu như người ta đề cập là khối lượng dung dịch giảm thì ngược lại nó sẽ bằng M của kết tủa CaCO3 trừ M CO2 và trừ M nước. Đây là những công thức mà nó rất là quen thuộc và cô nói rất là nhiều lần rồi, chứ không phải là công thức mới nha. Được chưa? Rồi chúng ta qua câu số 26 các bạn. Đề bài cho nào đun nóng M gam hỗn hợp X gồm C2H2, CH4 và hydro. Đề này có vẻ dài cho nên cô sẽ tóm tắt cho mấy đứa dễ nhìn nhé. Rồi, đi qua xúc tác Niken chúng ta thu được 0,4 lít, có là 0,4 mol hỗn hợp khí Y. Hỗn hợp Y có tỷ khối so với hydro là bằng 8. Là hỗn hợp này có M lớn trung bình là bằng 8. Hỗn hợp Y này cô đã biết là nó chứa những chất nào chưa? Câu trả lời là cô chưa biết, cho nên cô đọc tiếp nào. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp X trên, là đem cái hỗn hợp X này đem đi đốt cháy, là cộng với oxy. Sản phẩm cháy hấp thụ vào trong nước vôi trong, là chúng ta thu được sản phẩm cháy là gồm CO2 và nước đúng chưa? Cho qua nước vôi trong là CaOH lần dư thì mình thu được bao nhiêu gam kết tủa? Người ta chấm hỏi lượng tủa này nào các bạn. Rồi đó là cái đề người ta cho như thế này các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cần phải phân tích để chúng ta giải. Bạn Lê Chánh, cô thấy em rồi nha.
Bạn Linh là kiểm tra rồi nhưng mà vào nghe cô giọng cô thôi hả? Ok, chăm học là tốt. Rồi chúng ta nhanh nào, hình như là mấy đứa đuối rồi, mấy đứa đi ngủ hết rồi phải. Cố gắng trụ nha các bạn ơi, chúng ta gần xong đề này rồi. Giống bài trong bảo toàn liên kết bi hả? Giống không? Cô không nhớ lắm nhưng mà không biết giải câu này chưa, nhưng mà ok chúng ta có nào. À, m lớn trung bình là tỷ khối so với rho là lấy 8 nhân 2 là m lớn trung bình là 16, đúng rồi, cô ghi nhầm. Người ta cho biết là gì bạn ơi? Người ta cho biết là phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cái từ này có nghĩa là gì? Người ta đun cái hỗn hợp này đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cái cụm từ này quen không mấy đứa? Rất là quen đúng không? Rất là quen. Phản ứng xảy ra hoàn toàn nghĩa là phản ứng này đã xảy ra hết rồi. Phản ứng xảy ra hết rồi có là ở trong này các bạn sẽ hiểu là nó phải có ít nhất một chất tham gia phản ứng hết nha, nó có ít nhất một chất phản ứng hết, được chưa? Vậy thì trong cái này các bạn nhìn cho cô nào, cái hỗn hợp Y này của chúng ta nó sẽ có cái gì bạn ơi? M lớn trung bình là 16 thì bạn hiểu là nó phải có một chất có M lớn bí hơn 16. Bí hơn 16 là thằng nào bạn ơi? Bạn nhìn cho cô, thằng nào có M lớn bí hơn 16? Nó chỉ có thể là hydro đúng không nữa, chứ không có cái chất nào mà có M lớn bí hơn 16 nữa. Mấy cái hydro carbon này đâu có cái hydro carbon nào bí hơn 16 đâu, nó chỉ có thể là có hydro. Có nghĩa là các bạn khẳng định siêu cái hỗn hợp siêu vấn này có hydro dư. Hydro dư thì có nghĩa là hai cái hydro carbon này nó đã phản ứng hết rồi. Tại vì phản ứng này là phản ứng xảy ra hoàn toàn đúng chưa? Hai hydro này mà phản ứng hết ấy thì nó đã phản ứng hết và nó đã biến thành cái gì bạn? Nó biến thành cái alkan là C2H6 đúng chưa? CH2 cộng hết với hydro tạo thành alkan C2H6. Và alken này cộng hết với hydro nó cũng biến thành C2H6 luôn. Đó, vậy có nghĩa là cái hỗn hợp Y này chúng ta chỉ có hai chất duy nhất đó là C2H6 và hydro dư. Mấy đứa có thắc mắc gì chỗ này không? Cô vừa phân tích như này mấy đứa hiểu vấn đề không mấy đứa? Ok mấy đứa. Ai thắc mắc gì bạn hỏi liền để cô giải đáp nha. Bạn Lưu Lê, cô ở Bình Định. Ừ đúng rồi, cô quê ở Bình Định, quê gốc ở Bình Định. Còn hiện tại thì cô đang ở Sài Gòn, được chưa nào? Nghe giọng vẫn còn nghe Bình Định hả mấy đứa? Học xuyên đêm, ok rồi. Ok, chỗ này có ai thắc mắc gì không? Nếu như không có thắc mắc thì chúng ta giải cho cô số mol của hai này. Đặt cho cô ấn A, ấn B, bạn giải cho cô ấn A, B nào. Cô cho em hỏi chút là cô sửa cái đề Bộ Giáo dục lần 1 ở đâu em kiếm không ra vậy cô, đừng la em. Là sao? Bạn Phạm Anh Thư là bạn 2K4 hay 2K5 vậy Thư ơi? Nếu nếu như em là 2K5 thì em quan tâm gì đến đề thi của Bộ Giáo dục lần 1? Tại vì đó là dành cho các anh chị 2K4 thôi nha. Còn nếu như em là 2K4 thì đề lần 1 cô chưa có sửa, cô mới có sửa đề lần 2 trên bay thôi nhé. Bạn Huy, em vừa đi đóng cửa em không có hiểu. Thôi lát nữa em tự tua lại em xem nha Huy. Cái tội đi đóng cửa số, đang học mà đi đóng cửa số. Tự lát nữa tua lại xem nha. Bạn Phạm Anh Thư là em lớn rồi hả? Em lớn rồi là em 2K mới rồi. Đề lần 1 cô chưa sửa nha, cô mới có sửa lần 2 thôi. Được chưa nào? Bạn đặt cho cô ấn AB, bạn giải cho cô hệ phương trình nào. Đầu tiên cô có tổng số mol của hỗn hợp Y này là A cộng B bằng 0,4 đúng chưa em ơi? Phương trình số 2 các bạn sẽ lập cho cô là tổng khối lượng của hỗn hợp Y này là bằng khối lượng của này cộng với khối lượng này các bạn. M lớn thằng này là 30 nhân A đúng chưa? Cộng M lớn này là 2 nhân B nào. Thì khối lượng của hỗn hợp các bạn sẽ bằng gì bằng? Bằng số mol của hỗn hợp nhân cho em M lớn của hỗn hợp đúng không? Ta lấy 0,4 nhân 16. Đó. Rồi bạn bấm cho cô giá trị AB nào. Bấm hệ ra AB nha. Rồi chúng ta có là 0,2 và 0,2, có là chúng ta giải được A bằng 0,2 và B bằng 0,2. Ok không mấy đứa? Đó là cái cách lập hệ phương trình giải số mol của hai chất dựa trên cái dữ kiện là cho cái M lớn trung bình và số mol của hỗn hợp. Đó là một cái cách xử lý rất là quen thuộc, các bạn cần lưu ý cho cô nha.
không phải là cô sửa rồi mà là những cô nói là những cái câu trong cái đề lần một ấy, đa số cô đã sửa rồi cho nên là cô không sửa lại nữa. Và cô sửa là cô sửa ở trong cái nhóm VIP 2K4 chứ cô không có sửa ở bên ngoài. Cho nên nếu như em là học sinh nhóm VIP á, thì em mới mới biết được cái bài giải đó, còn em ở ngoài á, thì em sẽ không thấy nha. Được chưa? Rồi. Ok, xong nha. Bây giờ cô có được cái giá trị gì bạn ơi? Giá trị AB rồi. Tiếp theo chúng ta làm như nào? Chúng ta cần phải lập luận được cái điều này nè. Chúng ta đốt cái hỗn hợp X với đốt cái hỗn hợp Y có phải là nó như nhau không mấy đứa? Tại vì hỗn hợp này với hỗn hợp này là nó như nhau. Ta đốt X cũng như ta đốt Y. Cho nên túm cái váy lại, bây giờ người ta đem đốt X á, thì cô đốt Y được không? Cô đốt Y luôn nha. Và đốt Y thì cô đang quan tâm đến cái gì bạn ơi? Cô quan tâm đến cái lượng mol carbon thôi. Tại vì các bạn biết là chỉ có carbon nó mới tạo được kết tua với CaOH 2 lần. Bạn có là mol của CaCO3 này nó bằng với mol của CO2 luôn các bạn. Đúng không? Vậy cô chỉ quan tâm đến thằng này thôi. Tại vì thằng này nó mới tạo ra được CO2 bạn ơi. Nó tạo ra được 2 CO2. Được chưa? Số mol của thằng này là 0,2 mol. Thì cô suy ra số mol của CO2 là 0,2 nhân 2 là 0,4. Ok không nào? Vậy có mol CO2 là 0,4 thì mol kết tủa của cô cũng sẽ là 0,4 mol. Từ đó cô sẽ tính được cái khối lượng của tủa là lấy 0,4 nhân m lớn của tủa là 100. Cô ra được khối lượng tủa là 40 gram. Đáp án là câu C, được chưa nào? Thì đó, cái câu này nó đơn giản như vậy thôi. Quan trọng là ở cái chỗ chúng ta cần phải phân tích và chúng ta hiểu được cái đề thì chúng ta mới giải được nha mấy đứa. Ok không? Có ai thắc mắc gì về câu này không các bạn ơi? Rồi bạn sửa vào cho cô nha. Câu này không khó đâu ạ. Kịp không mấy đứa? Có hiểu được bài không? Ai thắc mắc gì các bạn hỏi để cô giải đáp nha. Bạn nào thắc mắc gì bạn hỏi liền nha. Đừng có ngại gì hết trơn á. Mình học với cô là mình cứ thắc mắc là mình hỏi. Để cô giải đáp. Nhanh nào. Bạn Hiếu, ok, hiểu rồi đúng không? Good job em. Thế bây giờ chúng ta qua hai câu cuối. Hai câu này sẽ là hai câu khó, là hai câu lấy điểm cao trong đề thi cuối kỳ ha. Ta làm câu 27 trước nào. Rồi chúng ta có hỗn hợp X gồm metan CH4 và CH2 có ba chất này. Lấy 8,6 gram hỗn hợp X tác dụng với brom dư thì khối lượng bình brom phản ứng là 48 gram. Chúng ta tính cho cô số mol của brom lấy 48 chia cho m lớn brom 160, chúng ta ra được mol brom là 0,3. Các bạn xác định cho cô đó là kiểu bài toán gì? Đó là kiểu bài toán hỗn hợp gì bạn? Hỗn hợp các hydrocarbon. Kiểu bài toán có nhiều chất như thế này chúng ta sẽ là bài toán đặt ẩn ABC giải hệ phương trình. Các bạn đặt cho cô ẩn này A, B, C để giải hệ nhé. Bạn Oanh là nếu phản ứng xảy ra không hoàn toàn thì làm sao? Bài này nếu như phản ứng xảy ra không hoàn toàn thì em hiểu là trong cái hỗn hợp Y này á, nó có thể có cả CH2 còn dư và CH4 còn dư, thì dẫn đến cái hỗn hợp Y của em nó có rất là nhiều chất. Và nó có nhiều chất thì em không thể nào lập hệ để em giải được số mol. Có nghĩa là bài toán này nó nếu như mà nó cho phản ứng xảy ra không hoàn toàn ấy thì em không giải được vì em thiếu dữ kiện, nó phải cho thêm dữ kiện thì em mới giải được nha. Câu 27 là bài toán chia hai phần không bằng nhau đúng không ạ? Không, cái bài này không phải là bài toán chia hai phần nha em ơi. Em tập trung cho cô sẽ hướng dẫn câu này nè. Phản ứng không hoàn toàn là phản ứng xảy ra chưa hết, sẽ có tất có nghĩa là có ban đầu là tất cả các chất ban đầu đều sẽ dư. Được chưa? Nó đều sẽ dư hết nhé. Rồi chúng ta lưu ý, đây không phải là bài toán chia hai phần không bằng nhau đâu, nó là bài toán có hai lượng khác nhau. Nha, bài toán có hai lượng khác nhau. Bài toán này em thấy cho cô nè. Lưu ý là Hà ơi, bạn Quang Hà nè. Em đâu có thấy người ta chia cái gì đâu, người ta đâu có nói là chia ra thành hai phần đâu em, đúng không? Bài toán này em đọc đề này nha. Lấy ban đầu người ta lấy 8,6 gram hỗn hợp X tác dụng với brom dư thì lượng brom phản ứng là 48 gram. Mặt khác là người ta thực hiện một cái thí nghiệm khác. Một cái thí nghiệm khác là người ta lấy 0,6 mol hỗn hợp X. Thì đây các bạn nhìn cho cô nào. Ở cái thí nghiệm 1 á, là người ta lấy 8,6 gram hỗn hợp X là một cái lượng là 8,6 gram. Còn ở cái thí nghiệm 2 người ta lấy là 0,6 mol hỗn hợp X là một cái lượng mol là 0,6 mol. Thì bạn thấy là một cái là người ta lấy 8,6 gram, một cái là lấy là bao nhiêu mấy đứa? 0,6 mol, một lượng gram, một lượng là mol, nó khác nhau và người ta gọi ra là dạng bài toán có hai lượng khác nhau nha mấy đứa ơi. Được chưa nào? Ok.
Và đối với bài toán có hai lượng khác nhau thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta đặt cho cô ba ẩn và chúng ta giải cho cô nào. Chúng ta đặt nhá. Thứ nhất là dựa trên 8,6 gram hỗn hợp này. Đây, cô giải nha, ở trong cái lượng 1 nào, lượng số 1. Cô đặt chữ này là chữ lượng nha mấy đứa. Đây là lượng số 1 là trong 8,6 gram cô có. Tổng khối lượng của ba này cộng lại. M lớn cái này là 16 nhân A nào. Cộng này là 28 nhân B. Cộng này là 26 nhân C. Thì chúng ta có tổng khối lượng này sẽ là 8,6 gram. Được chưa? Rồi phương trình số 2 là dựa trên gram, dựa trên số mol của brom. Thì các bạn biết ngay lập tức nào. Thằng ancan là không phản ứng với brom. Anken phản ứng được với 1 brom là 1 A đúng không mấy đứa? Phản ứng với 1 brom là 1 A mol brom được chưa? Thằng này là ankin phản ứng với 2 brom là 2 mol brom là 2 C mol. À thằng này B mol chứ, cô ghi nhầm mấy đứa. Thằng này phản ứng với 1 brom là 1 B được chưa? Cộng này phản ứng với 2 brom là 2 C thì sẽ bằng tổng mol brom là 0,3. Chúng ta có phương trình số 2. Và các bạn thấy là cô mới có hai phương trình thôi. Cô có 3 ẩn là cô chưa giải được, tại vì ba ẩn là cô phải có ba phương trình nhé. Bạn gì đây? Bạn Quyền 27, em giải rồi. Ừ. Bây giờ các bạn đang đợi cô đăng sửa cho mấy đứa mà, mấy đứa cứ đợi nhé. Cô không nhớ đáp án đâu, các bạn đợi cô sửa rồi cô, các bạn sẽ biết nó là đáp án nào, được chưa? Bạn gì nào? Bạn Văn Minh, ừ câu này là câu mà nó tương tự như đề mà em gửi cho cô là đúng rồi đó. Được chưa? Thì em làm câu này để lỡ trên lớp em gặp câu này thì em làm được để em lấy 10 điểm nha Minh. Rồi bây giờ nha, chúng ta đã lập được hai phương trình dựa trong cái lượng số 1 là 8,6g và 0,3 mol brom. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cho cô qua cái lượng số 2. Lượng số 2 là trong 0,6 mol hỗn hợp X, được chưa? Bạn đọc đề nào. Cái cách xử lý khi người ta cho hai lượng khác nhau đó là trong cái lượng số 2 chúng ta sẽ giả sử số mol của các chất nó gấp K lần cái lượng số 1. Có nghĩa là mol của ba chất này lần lượt sẽ là gì? CH4 sẽ là Ka mol. Được chưa? C2H4 lúc này sẽ là Kb mol và CH2 lúc này nó sẽ là Kc mol. Đó là cái nguyên tắc, là cái phương pháp để chúng ta xử lý cái bài toán có hai lượng khác nhau nha mấy đứa. Được chưa? Đó, rồi chúng ta giả sử gấp K mol lên cho cô, K lần lên cho cô. Và lúc này chúng ta sẽ lập được phương trình gì? Thứ nhất là dựa trên tổng số mol của hỗn hợp X, chúng ta có mol của ba thằng này cộng lại là Ka cộng Kb cộng Kc. Nó bằng là 0,6 mol, đúng chưa? Đây là phương trình số 1. Đó, phương trình số 2 chúng ta sẽ lập tiếp nào. Người ta nói là đem cái hỗn hợp 0,6 mol hỗn hợp X này tác dụng với bạc nitrat, chúng ta thu được 36 gram kết tủa. Thì các bạn biết là khi phản ứng với bạc nitrat chỉ có duy nhất cái thằng C2H2 cộng được với bạc nitrat thôi, tạo ra kết tủa C2R2 đúng mấy đứa. Rồi chúng ta tính được mol của kết tủa này bằng cách lấy M nhỏ là 36 chia M lớn kết tủa 234 đúng không? À 240 nhé, ta ra được 0,15. Và từ đó cô suy ra được mol của CH2 là 0,15 mol luôn, được chưa? Và mol của CH2 nó phải ứng với giá trị là Kc mol đúng mấy đứa. Và chúng ta có cái phương trình số 2 là Kc mol bằng 0,2. À 0,15. Được chưa? Đó là cái phương trình số 2 các bạn lập được, được chưa nào? Rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có cái cách xử lý rồi đây. Chúng ta sẽ không có bấm hệ để giải cái ẩn K đâu mấy đứa. Mà nó sẽ có cái cách để chúng ta triệt tiêu mất ẩn K đi. Và chắc chắn các bạn học giỏi môn toán á, là bạn nhìn vô các bạn thấy rồi. Cô sẽ chia hai phương trình này vế theo vế để cô triệt tiêu mất ẩn K ở trên và ở dưới mẫu, đúng không? Đó. Vậy chúng ta tương đương với phương trình chúng ta có nào. Ở trên có ẩn K các bạn, lấy ẩn K là làm nhân tử chung. Các bạn sẽ triệt tiêu được cái ẩn K ở trên tử và dưới mẫu cho nhau, đúng chưa? Vậy ở trên chỉ còn lại là A cộng B cộng C chia ở dưới là C. Thì nó bằng 0,6 chia 0,15. Rồi tỷ lệ này cô ra được bao nhiêu bạn? 0,6 mà chia 0,15 ra được 4 đúng không? Tỷ lệ này ra 4/1 á. Rồi các bạn rút gọn cho cô cái phương trình này để chúng ta bấm máy tính cho nó, cho nó mượt luôn nhé. Rút gọn chúng ta sẽ nhân chéo lên cho cô nào. Chỗ này là A nhân 1 đúng không? Là A cộng B 1B nào cộng 1C nào sẽ bằng C nhân 4 là bằng 4C. Đó, mấy đứa quy đồng bỏ mẫu lên. Rồi chúng ta sẽ nhân chéo các bạn chuyển vế qua, các bạn bấm cho cô được phương trình.
Và lúc này cái phương trình này các bạn sẽ kết hợp với phương trình bên này nè. Đó là phương trình số 1, đó là phương trình số 2 và đó là phương trình số 3. Từ ba cái phương trình số 1, số 2 và số 3 các bạn bấm dài cho cô ba ẩn ABC nha. Rồi bấm cho cô nào. Hệ ba ẩn các bạn. Phương trình đầu tiên chúng ta có là 16A, 28B, 26C bằng 8,6 gam. Phương trình tiếp theo, phương trình này chúng ta có là 0A nào, 1B nào, 2C nào bằng 0,3 đúng chưa? Phương trình cuối cùng chúng ta chuyển vế, chúng ta có là 1A, 1B, 1C chuyển vế qua đây. Âm 4C là 1C trừ 4C là ra âm 3C. Rồi bên này hết rồi là bằng 0 đúng chưa? Chúng ta có nào. Giá trị A bằng 0,2, B bằng 0,1 và C bằng 0,1 được chưa nào? Ok không mấy đứa? Đó, thì đó là cái cách xử lý của cái dạng toán cho hai lượng khác nhau. Chúng ta xử lý như này. Đó là cái phương pháp dài luôn nha các bạn. Được không? Rồi, các bạn sửa cho cô câu này vào. Sau khi chúng ta có giá trị ABC, người ta báo chính tính phần trăm thể tích của CH4. Thì phần trăm V của CH4 á, thì nó sẽ bằng gì bằng? Bằng số mol của CH4 chia cho số mol của hỗn hợp nhân trăm. Chúng ta có số mol của CH4 là A mol là 0,2 chia cho tổng số mol hỗn hợp là bằng 3 cái này cộng lại nè. Tổng 3 này cộng lại có phải là 0,4 đúng không mấy đứa? À, chia cho 0,4 nhân 100, chúng ta ra được là 50%. Đáp án của chúng ta sẽ là câu D, được chưa nào? Được chưa mấy đứa ơi? À, các bạn sửa cho cô câu này vào. Có bạn nào thắc mắc gì thì các bạn hỏi để cô giải đáp nhé. Chữ K ở đâu vậy cô? Câu này cô vừa nói rồi, cái nguyên tắc là em xử lý trong cái lượng số 2, em sẽ giả sử. Em ghi cho cô giả sử nhé. Số mol của CH4, CH4 và CH2 lần lượt là KA, KB và KC. Em ghi luôn nha, là giả sử. Giả sử nhé. Bạn Hoàng Linh. Hoàng Linh nãy giờ bây giờ mới vô học là sao em? Bạn Quang Hà là hiểu cách giải rồi, ok em luôn. Và các bạn nắm cho cô cách giải của bài toán có hai lượng khác nhau nha. Chúng ta sẽ xử lý như này. Bài toán này sẽ là một bài toán chúng ta kiếm điểm cao ở trên lớp khi chúng ta kiểm tra giữa kỳ đấy. Bạn Mỹ Duyên câu này hay, ừ mà chưa có nắm rõ lắm, ok. Bạn nào mà chưa nắm rõ lắm thì các bạn nhớ là mình bữa hôm sau mình tua lại, mình xem lại lần nữa cho cô nhé. Cô ơi, chữ K là sao? Cô vừa nói rồi các bạn ơi. Cái chữ K là mình sẽ cái gì? Ở đây nào. Bài toán cho hai lượng khác nhau, lượng ban đầu là 8,6 gram và lượng số 2 là 0,6 mol hỗn hợp. Thì bạn xác định cho cô là cái số mol của các chất này trong 8,6 gram hỗn hợp là A, B và C mol. Thì trong 0,6 mol hỗn hợp mình đã biết là nó bao nhiêu mol chưa? Cách gì nó đã bằng ở trong 8,6 gram đúng không đứa? Chắc gì là 0,6 mol này nó đã tương đương, nó đã tương ứng với 8,6 gam hỗn hợp đâu. Cho nên là gì? Chúng ta lúc này ta không biết là nó gấp bao nhiêu lần, nó bằng hay không. Cho nên chúng ta sẽ giả sử là nó gấp K lần. Trong cái lượng số 2 ta giả sử số mol của các chất gấp K lần lên. Là lần lượt là mol là K nhân A, K nhân B và K nhân C mol, được chưa? Và cái này cô nói rồi, nó là cái nguyên tắc, cái phương pháp để chúng ta giải cái bài toán có hai lượng khác nhau. Chứ bây giờ mấy đứa hỏi cô cái K đâu, là cái giá trị chúng ta vừa đặt thêm vào thôi chứ đâu. Được chưa? Bạn Vũ Dương, nếu như đề bài nó cho hai lượng bằng nhau, có là chỗ này người ta vẫn nói là 8,6 gram, thì chúng ta không cần phải giá sử gấp K lần. Chúng ta đặt im ba ẩn A, B, C và chúng ta làm thôi. Chúng ta không cần phải giá sử gì hết. Hiểu chưa? Ok không nào? Bạn Hoàng Linh ạ, nãy giờ cô không để ý nha Linh ơi. Ok. Bạn Kiệt là tại sao? Ok, nó xóa comment rồi. Là ok rồi đúng không Kiệt? Hết thắc mắc rồi đúng không? Bạn Tiến Đạt, bài này em từng làm rồi, ok. Rồi ok, hết rồi, không ai còn thắc mắc gì nữa đúng không nào? Rồi hiểu rồi, vậy chúng ta qua câu cuối, câu 28. Sau đó chúng ta qua phần tự luận nhé.
Mấy đứa đuối rồi, mấy đứa đi ngủ hết rồi đúng không? Câu 28 hả các bạn? 28 là bài toán anh Ken á. Bài toán anh Ken nó không có liên quan nhiều đến anh Côn đâu. Tại vì các bạn chỉ cần viết được cái phương trình anh Ken cộng với gì bạn? Anh Ken cộng với nước ra sản phẩm anh Côn là được rồi. Có nghĩa là em chỉ cần nắm được kiến thức của bài anh Ken là em đã làm được câu này. Ủa thế mình mấy đứa có muốn cô sửa câu 28 không? Nếu như không muốn, có là cái trên lớp các bạn ôn thi giữa kỳ nó không có gặp cái kiểu câu như thế này thì chúng ta có thể bỏ qua được. Có cần cô sửa không? Hay là bỏ chúng ta qua làm tự luận? Thật ra câu này nó nằm trong bài anh Ken được luôn á. Nó vẫn nằm trong bài anh à, bài anh Côn được nha. Và nó cũng là nằm trong bài anh Ken luôn. Nhưng mà người cô hỏi là trên lớp các bạn có gặp cái kiểu câu này hay không? Các bạn có cần cô sửa hay không? Bậc 1 của anh Côn là gì? À, bậc 1 của anh Côn là gì hả? À đúng rồi, mấy đứa chưa học bài anh Côn nên mấy đứa chưa biết bậc 1 là gì à. Thế thôi chúng ta để lại nhé. Đúng là mấy đứa chưa học bài anh Côn thì mấy đứa chưa biết anh Côn bậc 1 là gì. Để cuối giờ ha. Ok, để cuối giờ. Vậy thì chúng ta sẽ qua phần tự luận nào. Tự luận chúng ta có câu số 1, thực hiện chuỗi phản ứng. Ok, đi thi mà gặp câu chuỗi phản ứng thì chúng ta sẽ là câu lấy điểm đó. Làm nhanh nhé. Đánh số phản ứng nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi có 7 phản ứng, các bạn làm nhanh nào. Viết nhanh cho cô nha. Để làm được, lấy được điểm trọn vẹn của cái phần chuỗi phản ứng, chúng ta viết cho cô đúng cái xúc tác và đúng cái điều kiện nha mấy đứa. Được chưa? CH3COONa cộng với gì các bạn ơi? Ra CH4, bạn nhớ cho cô đến cái phản ứng vôi tôi xuất COOT độ. Mấy đứa không ghi điều kiện là mấy đứa bị trừ điểm, ráng chịu nha. Phải ghi điều kiện cho cô cho chính xác vào. Tiếp theo từ CH4 mà ra acetylen, đây là một cái phản ứng gọi là phản ứng gì mấy đứa? Phản ứng quốc dân đúng không? Từ CH4 ra acetylen, phản ứng nung ở 1500 độ C làm lạnh nhanh. Đúng không? Ra này và hiro. Cân bằng chỗ này có 2 carbon, chỗ này 3 hiro. Quá là quen, đúng chưa? Tiếp theo từ acetylen CH nối 3 CH để ra được ethylen chúng ta cần phải cộng hiro. Đúng không? Nhưng mà điều kiện của phản ứng này phải là gì? Paladi trên chì carbonat nha mấy đứa. Tệ độ, đứa nào thiếu điều kiện bị trừ nửa số điểm của phương trình hoặc là mất điểm luôn, ráng chịu nha. Tiếp theo từ ethylene là CH2 nối đôi CH2 ra ancol ethylic. Các bạn biết là cộng nước rồi. Và cộng nước cái điều kiện trong phản ứng này là phải H cộng tệ độ nha. Đứa nào thiếu điều kiện là sai, ráng chịu. Ta thu được rượu ethylic, được chưa? Rồi tiếp theo từ rượu ethylic. Từ rượu ethylic ra vinin acetylen cộng với gì mấy đứa? Vinin acetylen là cái này các bạn. Đó. Từ rượu ra vinin acetylen cộng gì? Làm gì đây? Phản ứng này làm gì mấy đứa? Phần này cô đã viết cho mấy đứa rất là nhiều lần rồi á. Thủy ngân tê độ hả? Phản ứng nào em? Phản ứng cộng nước này là phản ứng phải H cộng tê độ. Bạn nào ghi thủy ngân tê độ là sai nha. Phản ứng này chúng ta cần nè. Nếu như mà các bạn không nhớ được cái xúc tác, các bạn ghi là xúc tác tê độ thôi cũng được. Còn bạn nào mà nhớ kỹ các bạn ghi cho cô nè. Xúc tác của phản ứng này là nhôm oxit nè, crom ba oxit tê độ nhé. Rồi ok. Crom nha mấy đứa, crom. Còn bạn nào mà không nhớ được chính xác cái xúc tác thì mấy đứa ghi cho cô là xúc tác tê độ thôi là cũng được rồi, được chưa? Rồi, chúng ta có, đây là phản ứng gì bạn ơi? Một cái phản ứng đặc biệt. Phản ứng này là đồng thời nó tách nước và tách hiro từ cái thằng này. Đem hai phân tử ancol, tách nước và tách hiro, chúng ta thu được cái thành vinin acetylen. Đúng không? Cô ghi có đúng không ta? Hình như thu được đi vinin chứ làm gì có chuyện thu được vinin acetylen nhỉ? Cái chuỗi phản ứng này hình như nó sai sai á. Thu được vinin acetylen mới đúng á mấy đứa, đúng không? Cô ghi hình như hơi nhầm ấy. Có là cái chuỗi phản ứng này cô đánh nó hơi nhầm rồi đó. Cái là chúng ta sẽ bỏ cho cô, bỏ vinin acetylen đi. Ta cho cô là còn lại 5 phản ứng thôi bạn, 6 phản ứng thôi. Là từ ancol ra divinin và divinin ra cao su luôn nha, chứ không có cái thành không có cái thành vinin acetylen nha. Bỏ chứ không nó sai á. Chỗ này phải là
Divining là Buta-1-3DN thì nó mới đúng mới được nha. Cái phản ứng này mới quen nè, chứ còn cái phản ứng tạo ra vinning acetylene thì nó sai nha, sai đấy. Cô đánh đề nó bị sai, nhầm lẫn một chút các bạn. Rồi chúng ta cân bằng nào, chỗ này có hai oxy, cô cân bằng hai nước. Đếm hydro chúng ta có, thằng này có bao nhiêu hydro bạn? 6 nhân 2 là 12 hydro đúng không? 12 hydro, chỗ này có bao nhiêu? Chỗ này có 6 hydro nè. 6 cộng với 10 là 10. 6 cộng 4 là 10, 10 cộng 2 là 12 là bằng. Đó, thì phản ứng này chúng ta cân bằng như vậy nhé. Được chưa? Phản ứng này tạo ra buta-1-3DN. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ từ buta-1-3DN chúng ta ra cao su buna thì nó quá là quen thuộc rồi, chúng ta sẽ thực hiện phản ứng gì bạn? Trùng hợp đúng không? Trùng hợp thì xúc tác của phản ứng này phải là tê độ nè, xúc tác nè, áp suất thích hợp. Và cái phản ứng trùng hợp, cái chất này bạn nhớ cô là nó sẽ đòi cái liên kết đôi vô nằm giữa nhé. Và nó giang hai tay ra hai bên, đóng hoặc lại tất cả N lần, cân bằng N lần như này. Đó là phản ứng trùng hợp tạo ra cao su buna. Phản ứng này các bạn nhớ viết cho cô cho nó chính xác nha. Nhớ là còn liên kết đôi ở giữa mặt này nè. Chứ các bạn viết sai là bạn bị mất điểm đấy. Rồi đó là cái chuỗi phản ứng của câu này. Để mà mình ăn trọn điểm các bạn nhớ viết cho cô đúng cái điều kiện của cái phản ứng nha. Được chưa? Em viết công thức phân tử không viết công thức cấu tạo được hay không? Thì cái này là tùy vào giáo viên trên lớp các bạn. Thường giáo viên bắt các bạn viết cấu tạo thì bạn phải viết cấu tạo. Thường thường chuỗi phản ứng là mình phải viết cấu tạo đấy các bạn nhé. Đa số là phải viết cấu tạo đấy. Và các bạn nên hỏi, các bạn nên hỏi giáo viên trên lớp là mình nên viết cấu tạo hay phân tử. Nếu như giáo viên bắt viết cấu tạo thì nhớ là phải viết cấu tạo nhé. Chúng ta qua câu số 2, bài toán nhận biết. Người ta bảo là nhận biết các chất sâu gồm SO2 nào, ethylene nào, toluene và benzene với vinning acetylene có 5 chất các bạn. Kể bảng cho cô nhé. SO2 nào. Ethylene là CH4. Toluene là này đúng không? Benzene là C6H6 và vinning acetylene. Rồi chúng ta có những chất này bạn. Kẻ bảng nhận biết là quá là quen thuộc rồi đúng chưa? Đầu tiên chúng ta nhận biết cái gì các bạn ơi? Chúng ta có, đây nhìn cho cô trong này bạn. Đầu tiên mình nhìn cho cô thằng này có liên kết 3 ở đầu mặt. Mình sẽ ưu tiên nhận biết cho cô những cái thằng có liên kết 3 trước nhé. Vậy chúng ta sẽ dùng cái gì để nhận biết cái thằng có liên kết 3 các bạn? Dùng ngay cho cô bạc nitrat trong môi trường NH3 đúng chưa? Ta sẽ nhận biết ngay thằng này có kết tủa màu vàng. Còn những thằng này là không có hiện tượng. Ok chưa? Đó là đầu tiên ta nhận biết thằng có liên kết 3 trước. Tiếp theo bạn nhìn cho cô trong mấy chất này thì chúng ta sẽ nhận biết SO2. SO2 nó giống như CO2 các bạn, nó sẽ tạo được kết tủa trắng với nước vôi trong. Ta dùng nước vôi trong cho cô. Thằng này có kết tủa CaSO3, kết tủa trắng nhé. Còn mấy thằng này còn lại không có hiện tượng. Còn ba chất này chúng ta thấy ngay. Chúng ta sẽ nhận biết gì tiếp theo mấy đứa ơi? C2H4. CH4 là alken thì mình sẽ dùng gì? Dùng brom ngay lập tức đúng không nào? Brom. Brom thằng này dặn rồi nè, thằng này có gì bạn, hiện tượng là mất màu brom đúng không? Mất màu brom. Còn hai thằng này là chưa nhận biết được. Đó. Ta còn hai chất này là chưa nhận biết được. Và chúng ta quen, quá quen rồi bạn. Một thằng là toluen và một thằng là benzen thì chúng ta sẽ nhận biết bằng KMNO4 đúng không? Cô hết gió cho nên là cô ghi ở qua bên này nhé. Đây cô ghi né né qua này nè. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng đó là KMNO4 được chưa? Ta dùng KMNO4 và nhớ là có tê độ nha mấy đứa. Đó, thì này là mất màu thuốc tím, mất màu thuốc tím. Còn thằng này là không hiện tượng, là thằng còn lại mấy đứa, thằng này là thằng còn lại, được chưa nào? Có là benzen sẽ là luôn luôn là cái chất còn lại chúng ta không nhận biết được. Bạn nào chưa học tới hydrocarbon thơm thì chúng ta biết cách nhận biết những cái chất có liên kết 3, liên kết đôi này kia thôi. Được chưa? Ta biết thêm thôi, đằng nào cuối cùng thì chúng ta cũng học hydrocarbon thơm mà. Được chưa? Bạn gì đây? Văn Minh dung dịch brom mới chuẩn mà cô là sao? Em dùng dung dịch brom hả? Em lưu ý cho cô là SO2 nó làm mất màu brom.
Và C2H4 nó cũng làm mất màu brom. Nếu như em dùng brom thì cả hai chất này đều làm mất màu brom thì em đâu có nhận biết được đâu, đúng chứ? Cho nên là em phải dùng nước vôi trong để nhận biết cái thằng này. Cái thằng SO2 nó tương tự như CO2, nó tạo kết tủa trắng ấy. Được chưa? Ok nha. Thì đó là cách nhận biết đối với cái bài toán có hydrocarbon thơm. Có nhiều bạn kiểm tra giữa kỳ vẫn có hydrocarbon thơm mà, đúng chưa? Bạn nào mà không kẹp hydrocarbon thơm thì ta bỏ qua thôi. Rồi tiếp theo, sau khi chúng ta kẻ bảng xong rồi, bạn nhớ cho cô là phải viết phương trình nha. Phương trình các bạn tự viết được không? Cô coi viết nha. Các bạn lật lại cái lý thuyết mà chúng ta đã học, các bạn viết phương trình, chắc chắn các bạn viết được, nó không có gì khó hết. Không viết phương trình có mất điểm hay không? Tùy vào trường hợp, tùy vào giáo viên chấm bài. Nếu như mà là cô á, thì cô sẽ trừ điểm. Tại vì nguyên tắc của bài toán nhận biết là các bạn phải viết phương trình. Bạn nào không viết là bị mất điểm. Rồi chúng ta còn hai câu cuối bạn. Chúng ta qua câu số 3 nào. Ok. Bài toán tự luận các bạn. Thực ra trong phần tự luận thì người ta chủ yếu chấm điểm trình bày của bạn. Chứ còn bài toán người ta cho nó sẽ không quá khó nha. Câu số 3 người ta cho nào. Một cái hỗn hợp A gồm 2 hydrocarbon ở thể khí, ở điều kiện thường, có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đơn vị. Hơn kém nhau 28 đơn vị là sao mấy đứa? Bạn nhớ cho cô lúc này chúng ta gặp một bài là hơn kém 14 đơn vị là nó hơn kém nhau một nhóm CH2. Vậy hơn kém 28 đơn vị là nó hơn kém nhau hai nhóm CH2. Có là nó hơn kém nhau hai cặp bon, được chưa? Đó, đầu tiên đọc đề chúng ta phải hiểu như vậy cái đã. Tiếp theo là người ta nói gì? Đốt cháy hoàn toàn cái hỗn hợp A này. Chúng ta lấy sản phẩm cho vào nước vôi trong dư, chúng ta thu được 30g kết tủa và khối lượng bình tăng lên 22,2g. Bạn thấy bài này nó cho vô cùng đơn giản, đúng chưa? Thứ nhất các bạn lưu ý cho cô, bài toán này chúng ta chưa biết được hai hydrocarbon này thuộc dãy đồng đánh nào, chúng ta chưa biết nhé. Ta chưa biết đó là alkan, alken hay là alkin. Muốn biết được thì chúng ta phải tính toán cái số mol của CO2 và nước ra trước đã. Và bài toán này chúng ta chắc chắn là một điều là gì? Đây. Thằng này là gì bạn ơi? Thằng này là có cái mol của CO2, ta có nào. Mol CO2 sẽ bằng với mol của kết tủa CaCO3. Bằng ngay là lấy 30 chia M lớn kết tủa 100, chúng ta có là 0,3 mol đúng không đứa? Đó là cái đầu tiên chúng ta có, được chưa? Cách tiếp theo bạn nhìn cho cô đây, đề bài người ta cho khối lượng bình tăng. Khối lượng bình tăng ở đây chúng ta có M bình tăng bằng gì mấy đứa ơi? Bình tăng có phải là bằng M của CO2 cộng M nước không? Bằng nhiêu? 22,2 gam, được chưa? Trong đó số mol của CO2 cô đã có là 0,3 rồi. Cô lấy 0,3 cô nhân 44 cộng M nước bằng 22,2. Từ đó bạn tính cho cô mol của nước bằng nhiêu nào? Lấy cái này trừ cho cái khối lượng của CO2, ta lấy 22,2 trừ 0,3 nhân 44 là gam nước là 9 gam đúng chưa? Cô chia 18 để cô ra được mol nước là 0,5 luôn á. Rồi ok. Bài này người ta có cho hai hydrocarbon thuộc cùng dãy đồng đánh không ta? Đợi cô xíu nhé, cô xem thử là người ta có cho nó thuộc dãy đồng đánh chung không? Rồi các bạn giải tiếp cho cô nào. Để cô xem thử là nó có cho cùng dãy đồng đánh hay không. Ok, đề bài này người ta cho như thế thôi bạn, người ta không nói gì hết trơn. Vậy thì chúng ta có cái gì bạn ơi? Sau khi chúng ta giải được mol nước, bạn thấy gì bạn ơi? Thấy cái gì? Thấy là mol nước lớn hơn mol của CO2 đúng không đứa? Ta có mol nước lớn hơn mol CO2. Nước lớn hơn CO2 thì chúng ta biết là nó phải có gì bạn? Nó phải có alkan đúng không? Hai hydrocarbon này đề bài người ta phải cho thêm dữ kiện là tụi nó thuộc cùng dãy đồng đánh thì nó chính xác hơn nha. Suy ra hai hydrocarbon này, hai hydrocarbon là alkan.
Rồi, nó là ankan thì chúng ta có gì bạn ơi? Mình áp dụng công thức cho cô tính gì bạn ơi? Tính số C trung bình. Tính số carbon trung bình bằng mol CO2 chia mol gì? Mol nước trừ mol CO2. Công thức này chúng ta được dùng cho bài toán tự luận luôn nha mấy đứa. Đây là cô đang trình bày tự luận nè, mấy đứa trình bày tự luận như cô luôn. Được chưa? Lấy mol CO2 là 0,3 chia cho 0,5 trừ 0,3 chúng ta ra được bao nhiêu mấy đứa? 0,3 chia 0,2. Ta ra được số C trung bình là 1,5 mấy đứa. Số C trung bình là 1,5 thì suy ra là phải có gì mà đây? Phải có một chất có số C bí hơn 1,5 và suy ra nó là CH4. Đó, chúng ta trình bày tự luận chúng ta lập luận như vậy nhé. Rồi, suy ra chất còn lại có M lớn hơn 28 đơn vị. Là bạn mở ngoặc là hơn gì bạn? Hơn 2 carbon là C3H8. Đó, chúng ta trình bày như vậy các bạn. Vì đề bài người ta cho biết hai chất này hơn kém nhau 28 đơn vị. Vậy chúng ta suy ra chất còn lại có M lớn hơn 28 đơn vị, có là nó hơn 2 carbon và nó sẽ là C1 cộng thêm 2 carbon là ra C3, vậy là C3H8. Được chưa? Ok không mấy đứa? Được chưa nào? Đó, chúng ta trình bày tự luận như này nhé. Vậy là chúng ta đã xong câu A rồi bạn. Bây giờ câu B tính phần trăm về thể tích. Câu B bạn ơi, câu B. Trình bày tự luận chúng ta có hai chất này là lần lượt là CH4 và C3H8, tạch ấn AB cho cô. Ta có hệ. Các bạn không cần phải viết phương trình đốt cháy nha bạn ơi. Các bạn không cần phải viết phương trình đốt cháy. Bài toán này chúng ta lập hệ ngay lập tức. Giáo viên sẽ không bắt bé các bạn cái phần viết phương trình gì đâu. Chúng ta sẽ lập hệ ngay lập tức. Ta có nào. Tổng cô bảo toàn carbon ta có. Bạn ghi cho cô là bảo toàn C ta có. Thằng này có một carbon đây là C1 nha mấy đứa, là 1C là 1 nhân A. Cộng này là 3 nhân B đúng chưa? Cộng 3B. Thì bằng tổng mol của CO2 là 0,3. Phương trình số 2 dựa trên mol nước các bạn có nào. Mol nước. Mol nước thằng này có 4 hydro nó ra được 2 nước đúng mấy đứa, là 2 nhân A, được chưa? Cộng này có 8 hydro nó ra được 4 nước là 4 nhân B. Thì tổng mol nước là 0,5. Từ đó bạn giải ra được giá trị AB cho cô nè. A bao nhiêu các bạn? Dùng quy tắc đường chéo được luôn các bạn. Nhưng mà quy tắc đường chéo nhiều khi mấy đứa lại mệt. Mấy đứa dùng quy tắc đường chéo được luôn nha. Không thích thì bạn dùng cho cô hệ phương trình. Bạn dùng quy tắc đường chéo đều được nha mấy đứa. Đường chéo thì nhanh cũng được. Đường chéo được luôn nha. Ok, sau khi có số mol mấy đứa tự tính phần trăm thể tích được mấy đứa. Phần trăm thể tích chính là bằng phần trăm về số mol. Được chưa nào? Các bạn lấy số mol của chất chia cho tổng số mol hỗn hợp nhân 100% là chúng ta cho có được cái phần trăm số mol là xong. Đó, các bạn không thích làm như này bạn tính cho cô theo quy tắc đường chéo cũng được nha. Xong được chưa nào? Vậy chúng ta xong câu này. Thực tế câu tự luận nó chỉ đánh đố cho bạn cái phần là trình bày thôi, chứ còn không có cái gì khó khăn hết. Được không nào? Chúng ta qua câu số 4 bạn ơi. Xong câu này là chúng ta nghỉ đó. Được không? Giải cho cô câu số 4. Hỗn hợp X gồm bromin và một cái alkin A có tỷ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol hỗn hợp X này tác dụng với bạc nitrat, chúng ta thu được như diagram kết tủa, xác định tên của cái alkin A. Ok, đó là một bài toán về alkin phản ứng với bạc nitrat. Ta giải cho cô nào. Đầu tiên chúng ta có bromin và alkin này có tỷ lệ mol 1:1, có là tụi nó sẽ có số mol bằng nhau ha. Ta có là mol của bromin là C3H4 bằng mol của alkin A là bằng 0,3 chia đôi ra là bằng 0,15. Ta có trình bày tự luận như vậy ha. Vì sao cái số mol này bằng nhau? Vì nó có tỷ lệ mol mol là 1:1 nè các bạn. Hiểu ý tưởng chưa? Đó. Sau khi có số mol các bạn viết cho cô phương trình phản ứng. C3H4 cộng với bạc nitrat. Tạo ra được gì bạn ơi? Tạo ra được C3H3 Ar đúng không?
bạc vào đói móc 1 hero ra, chúng ta thu được kết tố này được chưa? Cộng NH3. Đó, ta biết phương trình. Các bạn, cái hero carbon alkyne A là chúng ta chưa biết nó là thằng nào. Nó nguy hiểm khi nó là cái thằng CH2. Cho nên là lúc này chúng ta tạm thời là chưa có viết cái phương trình của cái thằng A này phản ứng. Cô tính toán cái thằng này trước nha, cô tính toán thằng này trước rồi đã. Tính toán thằng này trước tại vì cô đã có công thức của này và cô đã có số mol của thằng này rồi. Cô tạm thời chưa viết cái thằng alkyne A nha. Tại vì cái alkyne A nó có thể là CH2 thì mệt mỏi lắm mấy đứa. Thằng đó nguy hiểm tại vì thằng đó là thằng phản ứng được với hai bạc nitrat nha. Thằng này 0.15 thì mol kết tố này là 0.15. Và cô tính được cái lượng kết tố ở đây nè. M kết tố của C3H3Ar bằng 0.15 nhân. M lớn của tố này là bao nhiêu ạ? 36 cộng 3 cộng 108 147. Thì gam tố của này là nhân cho 0.15, chúng ta ra được nhiêu nào? 22.05 gam đúng chưa? Vậy chúng ta suy ra được cái m tố của cái thằng tạo bởi cái gì bằng? Tạo bởi bởi A. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy tổng tố đề bài cho là 46.2 đúng chưa? Ta trừ đi lượng tố do thằng này tạo nên là 22.05. Chúng ta còn lại bao nhiêu nào? Chúng ta ra được 24.15 gam. Có nghĩa là cô sẽ lấy tổng khối lượng tố đề bài cho. Cô trừ đi lượng tố do cái thằng C3H4 này tạo nên là 22.05 gam. Thì còn lại 24.15 sẽ là lượng tố tạo ra bởi cái hydro carbon A đúng chưa? Ok. Rồi bây giờ chúng ta mới xử lý thằng A này bạn. Cái thằng A này phản ứng với bạc nitrat. Và chúng ta đang gì bạn? Chúng ta không biết được là nó có phải là acetylene, có là CH2 hay là một cái alkyne khác. Thế giờ chúng ta giải như thế nào? Nếu như trình bày tự luận mà các bạn sợ là nó sai á, bạn sợ bị trừ điểm, các bạn chia cho cô trường hợp. Trường hợp 1 A là CH2. Vì sao chúng ta phải chia trường hợp? Tại vì thằng này nó đặc biệt nha mấy đứa. Mấy đứa đặt cái công thức chung như thế là CnH2n-2 mấy đứa làm ấy thì nó sẽ không đúng cho cái trường hợp CH2 được chưa? Các bạn đặt giải trường hợp cũng được nhá. Cho nó chắc ăn á. Thì bạn thử cho cô trường hợp này nó có đúng hay không nè. CH2 mà cộng với bạc nitrat các bạn thấy là gì? Nó sẽ tạo ra kết tố là C2Ar2. Cái trường hợp này các bạn chỉ cần thử cho cô thử nó có phù hợp với cái dữ kiện của bài toán hay không thôi nha. Thằng này có số mol là 0.15, chúng ta tính ở đây rồi nha. Chúng ta suy ra kết tố này là 0.15. Vậy suy ra m của cái kết tố chỗ này là kết tố C2Ar2 á. Xem thử là nó có bằng đúng với 24.15 gam hay không nha. Là 0.15 nhân m lớn tố tố này là 240. Bạn ra được nhiêu bạn? Ta ra được là 36 gam. 36 gam bạn thấy nó khác với giá trị này đúng không? Cho nên ta loại, trường hợp ta loại. Đó là chúng ta thử là chúng ta chắc ăn là nó không rơi vào trường hợp đặc biệt là CH2 rồi. Đó, cho nên là chúng ta qua trường hợp 2 thôi. Trường hợp 2 nó là một cái alkyne bình thường bạn. Alkyne bình thường nó là CnH2n-2 cộng với bạc nitrat, chúng ta viết nhanh cho cô như này. Các bạn được quyền viết tắt như này trong tự luận nha mấy đứa. Được quyền viết luôn nha. Sản phẩm này sẽ là CnH2n-3 gắn areo đúng chưa? Rồi. Số mol này là 0.15 thì cô suy ra. Rồi các bạn. Các bạn điền cho cô số mol của này vô cũng được nhé. Số mol này sẽ là 24.15 chia cho m lớn của cái cụm này sẽ là 12n cộng 2n là 14n đúng chưa? Trừ 3 nè, cộng bạc là 108. Bạn nhìn cho cô trong phương trình thì mol của hai này sẽ phải bằng nhau. Bạn cho cô hai cái này phải bằng nhau. Bấm cho cô nhập cái phương trình này vào máy tính ship so. Bạn giải ra được giá trị n bằng gì? Bằng 4. Bạn tự bấm nha, tới đó bạn tự bấm ha. Và mình kết luận cái alkan A nhằm cái alkyne A. Vậy A là C4H6. Đơn giản vậy thôi. Tức là chúng ta sẽ giải như này. Em thử lần lượt. Em thử được khi em làm trách nhiệm nha Dương.
bạn Thùy Dương là em thử được khi em làm trách nhiệm. Còn đây là cô đang trình bày cho bạn dưới dạng tự luận nha, tự luận. Bài này là bài tự luận á, cho nên là cô trình bày dạng tự luận luôn. Còn các bạn làm trách nhiệm, các bạn được quyền thử thoải mái nhé. Rồi đó các bạn, thì bài này chúng ta trình bày như thế này nha. Nó là bài toán ngắn thôi, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải biết cách trình bày để giáo viên không có trừ điểm của mình, được chưa? Rồi các bạn sửa cho cô câu này vào. Các bạn có thắc mắc gì bạn hỏi để cô giải đáp nhé. Bạn Hiếu là cô giải câu 28 hồi nãy không? Câu 28 mấy đứa có muốn cô giải không? Ai muốn cô giải thì giơ tay nào. Bạn Dũng giờ em mới vào, cô giải xong rồi vào gì nữa em ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ nha, bạn nào mà chưa thi giữa kỳ thì các bạn nhớ ôn cho cô nha, những cái video quan trọng, những cái video cô ôn thi giữa kỳ á, để các bạn thi cho tốt. Và nhớ những cái dạng toán khó của cái chương Hero Carbon là gồm bài toán cracking, cracking gì, cracking Anka nè, dạng bài toán bảo toàn liên kết bi, những dạng đó cô dạy rất là kỹ rồi. Cho nên là các bạn nếu như trường của các bạn là có gì bạn có cái xu thế là cho đề khó, các bạn nên ôn cho cô các cái buổi đó thêm nữa để mình thi cho tốt nha. Còn bạn nào mà được trường các bạn thường thường cho đề nó rất là dễ, có là cho không có quá đánh đố, không quá khó, thì bạn ôn cho cô các cái đề mà cô ôn thi giữa kỳ thì chắc chắn các bạn phải thi được trên 8 điểm, được chưa? Cô ơi, bao giờ có video tổng ôn Hero Carbon? Bạn Hậu là bạn nào đây ta? Bạn trong nhóm 2K4 đúng không? Nếu như là học sinh 2K4 á thì đợi cô ôn xong hữu cơ lớp 12 người ta qua ôn cái thằng lớp 11 thôi em, được chưa? Giải câu 28 đúng không? Ok. Thì bạn nào mà không muốn giải câu 28 thì bạn ao các bạn đi ngủ nhé. Còn cô thì cô, bạn nào cần giải câu 28 thì ở lại cô giải cho rồi chúng ta nghỉ, được chưa nào? Cô uống miếng nước nè, mệt quá. Bạn Quỳnh Tâm là cô like ở YouTube luôn hả cô? Không, cô chỉ like một buổi duy nhất là buổi này thôi. Còn những buổi khác thì cô đều dạy ở trong nhóm kín, là cái nhóm VIP 2K5 ấy. Được chưa em ơi, cô chỉ dạy trong nhóm đó là chủ yếu nhé. Lâu lâu thì cô mới like trên bay hoặc là like trên YouTube thôi, được chưa nào? Bạn Oanh, cô có like chữa like nữa không? Ôn giữa kỳ thì chắc là đề này là đề cuối các bạn nhé, đề này đề cuối. Bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ tập trung vào học từ bài Ancol nha mấy đứa. Tuần sau cô sẽ up tài liệu đề cương mới từ bài Ancol. Bạn Hậu, em lớp 11. Em lớp 11 thì cô đang ôn thi giữa kỳ. Cô đang ôn thi giữa học kỳ 1. Giữa học kỳ 2 chính là cô đang ôn thi giữa cô đang ôn thi giữa học kỳ 2 chính là cô đang ôn cái Hero Carbon luôn rồi em nhá. Anh Thư, cô chép phạt chưa? Bạn Linh 28 ra được có đáp án D. Còn bao nhiêu bạn các ơi? Còn bao nhiêu bạn? Còn 40 mấy? 43 bạn trụt lại hả? Giải nhanh câu này ha, cô hướng dẫn giải thôi nha mấy đứa, câu này nó không khó đâu. Bạn nào học tốt thì bạn giải câu này. Mà trước khi giải câu này cô hỏi nè mấy đứa thi giữa kỳ chủ yếu là vào tuần sau đúng không mấy đứa? Tuần sau em thi cuối kỳ hả? Trời ơi em thi gì sớm vậy, mới mà thi cuối kỳ rồi thi sớm đấy em. Giờ mới có thi giữa kỳ mà em thi cuối kỳ rồi. Không dạy hóa 12. U là trời Ngọc Phúc. Lớp 12 cô dạy chỉ có dạy trong nhóm kín thôi nha em, được chưa? Hai tuần nữa hả? Đứa thi trễ thế. Nếu như mà tuần sau mấy đứa thi nhiều thì cô có, nếu như mấy đứa cần thì cô sẽ ôn thêm một đề nữa. Tùy nha, tùy. Tức là tuần sau chúng ta ôn thêm một đề nữa cũng được. Mà để cô xem nè, xem tình hình là mấy đứa thi cử như thế nào trước. Vậy thì nếu vậy thì tuần sau thứ hai chúng ta ôn thêm buổi nữa ha.
Lên 12 thì cô không dạy nhóm VIP 2K5 nữa. Có chứ, lên lớp 12 chúng ta sẽ có nhóm VIP 2K5 hóa 12. Nhưng mà là nhóm VIP có thu học phí nha các bạn ơi. Tại vì lớp 12 cô sẽ không có lớp free. Chúng ta lên lớp 12 thì các bạn sẽ được học cho cô một cái lớp VIP chuyên. Lớp đó thì nó còn là một cái lớp mà cô dạy đòi đủ kiến thức ở trên lớp cho các bạn theo các chuyên đề từ cơ bản đến vận dụng cao, và ôn thi cho bạn đến lúc các bạn thi trung học phổ thông quốc gia, có là thi đại học luôn ấy. Thì cô chỉ có mở một cái lớp VIP duy nhất đó, và lớp đó thì sẽ là lớp có thu học phí. Lớp 11 thì cô các bạn biết rồi đó. Cái cô tập trung dạy chủ yếu là dạy luyện thi đại học, còn lớp 11 là cái lớp mà không phải là lớp chuyên của cô. Lớp 11 cô dạy chủ yếu là mở cái lớp free để mà hỗ trợ các bạn lớp 11, các bạn đỡ mất gốc của hữu cơ lớp 11 để lên lớp 12 các bạn học tốt hơn, và đồng thời cũng là lan tỏa cái niềm yêu thích học môn hóa cho nhiều bạn. Tại vì cô biết là lớp 11 nhiều bạn ngán hữu cơ, dẫn đến các bạn bỏ bỏ hóa, các bạn lên lớp 12 các bạn không thèm học, các bạn kêu là hóa hữu cơ nó khó quá đi, mà thực tế là nó không có khó đúng không? Rồi, ok. Nếu như thứ hai ôn thì chúng ta vẫn ôn từ 9 giờ 45 nhé. Lịch dạy của cô kín hết rồi, cô chỉ có rảnh từ 9 giờ 45 thôi mấy đứa. Được chưa? Rồi mình giải câu 28 nha. Cô xài iPhone. Trời ơi, này là cô lụm á, điện thoại cô lụm á chứ không phải cô mua đâu, cô nghèo lắm mấy đứa ơi. Chúng ta qua câu 28 nhá. Nhanh rồi chúng ta nghỉ. Cô đuối lắm mấy đứa, cô đói bụng lắm luôn rồi á. Rồi, người ta cho đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp hai anh ken kế tiếp trong dãy đồng đẳng, cần vừa đủ nhiêu đây lít khí oxy. Các bạn tập trung để cô giải nhanh câu này nhá. Anh ken mà đốt cháy á, chúng ta viết cho cô phương trình đốt cháy anh ken nào. Anh ken là CnH2n cộng oxy ra được NCO2 và N nước đúng chưa? Đếm tổng oxy chỗ này là N2N cộng 1N là 3N, 3N chia 2. Số mol của cái anken này người ta cho là 3 lít, chúng ta coi như là 3 mol được chưa? Mol của oxy là 10,5. Ta nhân chéo lên chúng ta giải cho cô giá trị N nào. N này là N trung bình. Tại vì hai anken này kế tiếp ạ. 3 nhân lên đây là nhân cho 3N trung bình chia 2 bằng nhiêu đây? N trung bình bằng bao nhiêu bạn? Học hóa hữu cơ xong thoái hóa vô cơ khó hả? Khó hả? Vô cơ không khó đâu bạn ơi. Lên lớp 12 các bạn sẽ được học lại vô cơ với cô. Ta ra được N trung bình bằng 2,3 đúng chưa? 2,3 và hai anken của cô sẽ là CH4 và C3H6 đúng chưa nào? Rồi, cô có được hai cái anken. Bây giờ đọc đề tiếp cho cô nhé. Người ta cho là hydrat hóa, có là đem cộng cộng nước đúng không? Lấy cái anken này đem cộng nước. Trong điều kiện thích hợp, chúng ta thu được hỗn hợp ankoni. Vậy chúng ta xác định cho cô viết phương trình cho bạn nhìn dễ nhìn nào. Ethylene mà cộng với nước các bạn, mình thu được một sản phẩm duy nhất là ancol ethylic đúng chưa? Còn cái thằng bromen á, bromen là thằng này. Thằng C3 này nè các bạn. Khi cộng nước thì bạn biết là nó tạo ra được hai sản phẩm. Một sản phẩm chính và một sản phẩm phụ đúng mấy đứa. Đó là quy tắc Markov-Nikov chúng ta đã học rồi. Thứ nhất đó là sản phẩm chính nè. Đó, sản phẩm chính OH gắn giữa này nhá. Rồi, đó là sản phẩm phụ của chúng ta nè. Sản phẩm phụ thì OH nó sẽ gắn ở đầu mạch. Được chưa? Rồi đó. Vậy tóm lại chúng ta thu được ba cái ancol được chưa? Rồi, ở trong đây người ta cho biết cái gì nào? Thu được hỗn hợp anconi, trong đó khối lượng của ancol bậc 2 bằng 6 phần 13 lần khối lượng tổng khối lượng của ancol bậc 1. Hỏi phần trăm khối lượng của ancol bậc 1 có số nguyên tử carbon lớn hơn trong hỗn hợp y này là gì? Thì để làm được câu này chúng ta phải biết ancol bậc 1, ancol bậc 2 là cái gì. Ta chưa học bài ancol nhưng mà chúng ta hiểu đơn giản nè. Đây. Cái thằng rượu ethylic này cô viết cấu tạo ra cho mấy đứa dễ nhìn luôn nhé. CH3, CH2OH. Bây giờ chúng ta chưa được học bài ancol cho nên các bạn nhớ cho cô đơn giản nè. Cái nhóm OH mà gắn vô cái carbon CH2 người ta gọi là ancol bậc 1. Được chưa? Rồi, nhóm OH gắn vô carbon CH thì người ta gọi là bậc 2, ancol bậc 2. Rồi đây, OH gắn vô CH2 người ta gọi là bậc 1 các bạn. Đó. Đó là cái nguyên tắc xác định nhanh cái bậc của ancol. Bậc 1, bậc 2. Này bậc 2 nha.
Đó, đó là cái cách xác định nhanh và chúng ta sẽ xác định ngay lập tức. Trong hỗn hợp này có hai ancol bậc 1 và một cái ancol bậc 2 đúng chưa? Rồi, người ta báo là gì? Tính phần trăm khối lượng của ancol bậc 1 có số nguyên tử carbon lớn hơn. Rồi, thằng này là thằng bậc 1 có số carbon lớn hơn đúng không đứa? Và để tính được cái phần trăm khối lượng của cái thằng này, cô cần phải có số mol của nó đúng chưa? Mà muốn có số mol của nó, cô phải lập phương trình để cô giải mol. Bây giờ để mà giải được mol của các ancol thì cô cần phải có mol của các cái anken đúng không mấy đứa? Rồi để có được mol anken thì cô sẽ giải ở chỗ này nè. Cô giải chỗ này cô sẽ làm như thế nào? Dùng quy tắc đường chéo được mấy đứa? Dùng quy tắc đường chéo cho nhanh nha, tại vì cái này lập theo oxy cái cô lười quá. À, mấy đứa lập cho cô quy tắc đường chéo để tính tỷ lệ mol của hai này mấy đứa. Có M trung bình không ta? Cái này có M trung bình không? Có N trung bình đúng chưa? Ok. C2H4 này là C3H6. Đây các bạn đang tính cái quy tắc đường chéo theo cái chữ N trung bình thì chúng ta sẽ điền cái giá trị N carbon ở đây là 2 nè. Thằng này có số carbon là 3 được chưa? Ở giữa bạn điền cho cô số carbon trung bình là 2,3. Đường chéo số 1 chúng ta lấy số lớn trừ số bé nó ra 0,33 được chưa nào? Đường chéo số 2 lấy này trừ này nó ra được 0,67. Chia 2 này bạn ra được tỷ lệ là 2:1 được chưa nào? Tỷ lệ mol của hai cái anken này là 2:1. Được chưa? Được không nào? Sau khi chúng ta có tỷ lệ hai này là 2:1 có nghĩa là tỷ lệ mol của hai thằng này là tỷ lệ 2:1 luôn. Rồi bạn nhớ cô nha, ban đầu người ta cho này là 3 lít, các bạn coi như là 3 mol hỗn hợp luôn. Thằng này chiếm 2 mol đúng không đứa? Tức là cái ethylene này chiếm 2 mol. Còn thằng này chiếm 1 mol, được chưa? Đó là cái chúng ta đã tìm được mol của hai cái hydrocarbon, hai cái anken. Bây giờ chúng ta có đâu, thằng ethylene này là 2 mol thì nó tạo ra cái sản phẩm ancol này cũng có phải là 2 mol đúng không đứa? Đó, ancol này 2 mol luôn. Bây giờ mình quan tâm cho cô ở đây nào. Cái thằng này nó có tổng là 1 mol, nó tạo ra thằng này bao nhiêu mol, thằng này bao nhiêu mol, cô biết chưa? Câu trả lời là cô chưa biết. Thế cô phải đặt ẩn xy ra để cô giải nhé. Cô đặt ẩn xy ra thì cô sẽ có ngay cái phương trình nào. Cô có tổng x cộng y. X cộng y có phải là nó sẽ bằng tổng của cái mol của cái propen ban đầu là 1 mol đúng không đứa? Đúng không? Cái mol của cái ancol này á, cái ancol này được tạo ra từ cái thằng propen ấy. Cho nên chúng ta sẽ báo toàn mol là mol của tổng hai ancol này là x cộng y bằng tổng mol của propen ban đầu là 1 mol. Phương trình số 2 chúng ta sẽ lập dựa trên cái dữ kiện còn lại nào bạn. Người ta cho biết là trong đó khối lượng ancol bậc 2 bằng 6 phần 13 lần tổng khối lượng ancol bậc 1. Có nghĩa là M của ancol bậc 2 nè bằng 6 phần 13 tổng khối lượng của M ancol bậc 1. Đó. Vậy chúng ta thế số nhé, chúng ta có M ancol bậc 2 là M này các bạn. Đây, bậc 2 là thằng này. Thằng này cái ancol này có M lớn là 60, là 60 nhân x bằng 6 phần 13 nhé, 6 phần 13 lần tổng khối lượng của ancol bậc 1 là đây, thằng này bậc 1 là có khối lượng là 2 nhân 46 nè. Cộng với thằng này bậc 1 là bao nhiêu bạn ơi? 60 nhân y đúng không? Rồi từ hai phương trình này các bạn, bạn bấm cho cô, giải cho cô giá trị xy. Đó, thì chúng ta lập được hệ phương trình, ta giải được ẩn xy là chúng ta xong cái bài toán này thôi. Ok, giải nhá. 1x cộng 1y bằng 1 mol nào. Phương trình số 2 chúng ta rút gọn. Chỗ này là 60x đúng không? Chỗ này là nhân vô bạn, nhân vô đây là 6 nhân cho 6 phần 13 nè, nhân cho 60 nè. Và chúng ta chuyển vế qua thì chúng ta sẽ mang dấu âm đúng không đứa? Âm. Rồi tiếp theo bên này là 6 phần 13 nhân cho này là 2 nhân 46. Rồi chúng ta có giá trị x bằng 0,8, y bằng 0,2. Ok không nào? Đó. Rồi là cô đã giải được mol của x và y. Có x y người ta bảo tính phần trăm khối lượng của ancol bậc 1. Tức là tính phần trăm khối lượng của ancol bậc 1 có cái số carbon lớn hơn là tính phần trăm khối lượng của thằng này nè. Tới đó các bạn tự tính được không? Bạn lấy khối lượng của này, bạn chia cho tổng khối lượng của ba cái ancol, bạn nhân cho 100% là bạn ra được đáp án. Đó. Rồi tới đây mấy đứa tự bấm máy tính được nào mấy đứa ơi? Có cần cô bấm gì nữa không? Các bạn sửa bài này vào cho cô. Bạn nào mà có thắc mắc gì thì các bạn hỏi để cô giải đáp nhé.
mệt quá mới được, nóng đói bụng quá. Cô đuối như trái chuối luôn rồi á, không biết mấy đứa đuối không chứ mà cô đuối rồi. Sau này bạn nào mà bạn nào đang có cái ý định là sau này làm giáo viên mấy đứa, đừng làm giáo viên nha, làm giáo viên mệt á. Giáo viên dạy là nói nhiều khi mình nói một ngày, hồi trước đây mà cô dạy ban ngày cô dạy ở trên trường, ban đêm cô dạy luyện thi ở trung tâm á, nhiều khi mà cô dạy xong là tối về cô ăn cơm hết nổi luôn, nói riết nó không nổi nữa. Đó là lý do mà cô không mập nổi mấy đứa. Nhưng mà bạn nào yêu nghề thì vẫn vẫn theo được nha, bạn nào yêu nghề sẵn sàng hy sinh vì nghề thì vẫn theo được. Rồi nha, chúng ta xong đề này các bạn ơi. Đề này thì chủ yếu tập trung là cô ôn cho bạn gì nào, cái phần tự luận, viết chuỗi phản ứng, nhận biết, làm bài toán, trình bày tự luận. Phần trách nhiệm á, thì chúng ta cũng sẽ chỉ có một vài câu khá là hay thôi, ví dụ câu 27 nè, câu 28 nè, được chưa? Câu 26 thì cũng được. Những câu còn lại ở phía trên thì nó quá là quen thuộc rồi. Và các bạn lưu ý nha, cái đề này á, thì cô ôn, ngoài cái đề này các bạn phải ôn thêm cho cô là đề số 1, đề số 2, số 3 mà cô đã ôn ở trong nhóm cho các bạn rồi. Bạn tìm cái link đề, các cái link đề cũ ở trên cái nhóm 2K5 của cô được chưa? Cô có tổng hợp ở trong cái link tổng hợp ấy. Được chưa nào? Để ôn lại thi cho nó tốt nhé. Rồi các bạn hiểu hết rồi đúng không? Rồi. Rồi nếu như mà hiểu hết rồi thì chúng ta nghỉ. Rồi bye bye cả lớp, chúc cả lớp ngủ ngon. Và bạn nào chưa thi các bạn nhớ thi tốt nha, lấy điểm 10 về để khoe với cô được chưa? Nếu như mà chúng ta các bạn nhiều bạn còn chưa thi á thì cái thứ hai tuần tới đây cô sẽ soạn thêm một đề nữa để ôn tập cho bạn. Và nhớ là chăm học nha mấy đứa. Dạo này mấy đứa lười học lắm luôn á. Rồi tóm lại là chúng ta nghỉ, cô đuối rồi. Bye bye cả lớp, chúc cả lớp ngủ ngon.